Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 180. Một kết giới khá mạnh xuất hiện trước mặt ông ta. Quyền vực. Khi thanh kiếm đó của Diệp Huyên đi vào quyền vực này, kiếm thanh huyên lại trở nên vặn vẹo, nhưng quyền vực đó cũng rung lên dữ dội ngay tức khắc. Lúc này Phàm Thiên bỗng nhìn về phía trước, ta phải bắt lấy kiếm thanh huyên, ánh mắt ông ta lóe lên tia hung tợn, nát. Vừa dứt lời, tay phải ông ta dùng sức. Kiếm thanh huyên rung lên dữ dội, sau đó phát ra kiếm quang chói mắt. Nhưng nó không vỡ. Phàm Thiên sửng sốt. Không vỡ. Lúc này Diệp Huyên bỗng xuất hiện trước mặt ông ta, ngay sau đó một luồng kiếm quang bao trùm lấy ông ta. Phương Thốn kiếm vực. Từng tiếng xoẹt xoẹt xé tan vang lên từ trong Phương Thốn kiếm vực đó, ngay lập tức một tàn ảnh lùi ra khỏi Phương Thốn kiếm vực đó. Chính là Phàm Thiên. Phàm Thiên lùi về sau mấy nghìn trượng mới dừng lại, lúc này trên người ông ta xuất hiện gần 10 nhát kiếm. Ở đằng xa Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên bỗng bay ra. Con người Phàm Thiên co rụt, hai cánh tay chặn ở trước mặt. Kiếm quang vỡ ra, Phàm Thiên lại lùi về sau mấy nghìn trượng nữa, lại xuất hiện một nhát kiếm khá sâu trên cánh tay phải của ông ta. Lúc này Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên bỗng bay ra. Phàm Thiên lại lùi nhanh về sau. Cứ thế Phàm Thiên cứ lùi dần về sau, bị kiếm bay của Diệp Huyên áp đảo. Nhìn thấy thế, Vạn Đạo Minh đứng ở đằng xa và một cường giả vô cảnh A Mộc Các nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện lên vẻ chấn động. Kiếm tu vô cảnh. Sức chiến đấu của Diệp Huyên này vượt xa dự đoán của họ rất nhiều. Phải biết Phàm Thiên là cường giả phàm cảnh lão làng, sức chiến đấu của ông ta có thể xếp vào top 5 trong các cường giả phàm cảnh ở dị thế giới này. Thế nhưng lúc này Phàm Thiên lại bị Diệp Huyên áp đảo. Không chỉ Vạn Đạo Minh và A Mộc Các cảm thấy rúng động không thôi mà ngay cả A Đạo Linh và Ngôn Bạn Sơn cũng thấy thế. Hai người không ngờ sức chiến đấu của Diệp Huyên lại khủng khiếp như thế. Nhất là sức mạnh huyết mạch của Diệp Huyên, có thể diễn tả bằng từ khủng khiếp, còn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên nữa, ít nhất thanh kiếm này đã làm tăng sức chiến đấu từ 30 lên 40% của Diệp Huyên. Đúng lúc này, Phàm Thiên ở đằng xa bị một kiếm của Diệp Huyên chém lùi về sau mấy chục nghìn trượng. Lúc này cánh tay phải của Phàm Thiên đã đầy những vết kiếm chém. Phàm Thiên dừng lại, sắc mặt ông ta trở nên hung tàn dữ tợn, ông ta ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên ở phía xa, sắc mặt không có lấy một biểu cảm, tay phải ông ta dần siết chặt, lại một kiếm quang nữa chém tới. Phàm Thiên lao nhanh đến trước, đấm một cú ra. Ngay khi ông ta đấm cú này ra, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, linh hồn ông ta đột nhiên thoát ra. Mà cơ thể ông ta bị đòn tấn công đó của Diệp Huyên chém cho tan nát nhưng linh hồn của ông ta lại đi đến trước mặt Diệp Huyên, linh hồn ông ta cũng vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị ra đòn. Cú đấm này hồn lìa khỏi xác. A Đạo Linh ở cách đó không xa bỗng hoảng hốt nói, thần thuật linh hồn. Vừa dứt lời, bà ấy lao đến chỗ Diệp Huyên. Thần thuật linh hồn. Mỗi một cường giả vô cảnh đều có bản lĩnh mà mình mạnh nhất. Thần thuật linh hồn này chắc chắn là đòn mạnh nhất của Phàm Thiên. Đây là một loại bí pháp, hy sinh xác thịt, nâng cao linh hồn, ngay thời khắc này cú đấm mà linh hồn Phàm Thiên đánh ra thì uy lực ít nhất cũng mạnh hơn trước gấp 10 lần. Phàm Thiên muốn giết chết Diệp Huyên. Khoảnh khắc A Đạo Linh ra tay, Vạn Đạo Minh cũng biến mất ở chỗ cũ, ông ta chặn trước mặt A Đạo Linh. Dĩ nhiên ông ta biết Phàm Thiên muốn giết chết Diệp Huyên nên ông ta sẽ không để A Đạo Linh đi ngăn cản Phàm Thiên. Cùng lúc đó, A Mộc Các ở một bên khác cũng ngăn Ngôn Bạn Sơn định ra tay lại. Ở phía đằng xa, khi linh hồn của Phàm Thiên đến trước mặt Diệp Huyên, sắc mặt Diệp Huyên vẫn rất bình tĩnh, kiếm thanh huyên trong tay hắn hơi rung lên, ngay sau đó hắn vung kiếm ra. Nhất kiếm định hồn. Điểm đáng sợ nhất của kiếm thanh huyên là gì? Là kiềm chế linh hồn. Thanh kiếm này là trời sinh đã khắc linh hồn. Cộng thêm nhất kiếm định hồn mà Thanh Nhi đã dạy cho hắn, có thể nói thể linh hồn ở trước mặt hắn, sức chiến đấu ít nhất phải giảm xuống gấp mười mấy lần. Sau khi Diệp Huyên vung một kiếm này ra, linh hồn của Phàm Thiên văng ra xa mấy trăm nghìn trượng, mà khi ông ta vừa dừng lại, một thanh kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu ông ta, sau đó khóa chặt lấy linh hồn ông ta. Mọi người đều sửng sốt. Vạn Đạo Minh hơi khó tin nhìn Diệp Huyên ở đằng xa, đây.
sắc mặt A Mộc Các cực kỳ khó coi. Phạm Thiên hơi hoang mang nhìn Diệp Huyên, sao có thể? Diệp Huyên bỗng xòe bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Kiếm Thanh Huyên rơi thẳng xuống đâm vào linh hồn Phạm Thiên. Linh hồn Phạm Thiên nhanh chóng biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy. Nuốt chửng. Thấy Kiếm Thanh Huyên vậy mà có thể nuốt chửng linh hồn Phạm Thiên, Vạn Đạo Minh và A Mộc Các đổi sắc, lúc này hai người mới nhận ra. Kiếm của Diệp Huyên có thể kiềm chế linh hồn. Phạm Thiên cũng đã nhận thấy điều này. Ông ta nhìn Diệp Huyên khẽ nói, thì ra là thế. Nói rồi linh hồn ông ta dần trở nên mờ ảo, không lâu sau linh hồn ông ta biến mất. Bị Kiếm Thanh Huyên hấp thu hoàn toàn. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, chiếc nhẫn của Phạm Thiên bay vào trong tay hắn, hắn cất vào người, sau đó hắn quay đầu lại nhìn Vạn Đạo Minh ở phía đằng xa. Thấy Diệp Huyên nhìn sang, Vạn Đạo Minh hít mắt, Diệp Huyên, người muốn khiến Vạn Đạo Tông và Đạo Linh Cung liều mạng với nhau sao? Dù là Vạn Đạo Tông hay Đạo Linh Cung, thật ra hai bên đều kiêng dè lẫn nhau. Vì hai bên đều là thế lực siêu cấp, một khi liều mạng với nhau thì hậu quả không dám nghĩ đến, hơn nữa bên cạnh đó còn có một phương Thốn Tông. Diệp Huyên xòe bàn tay ra, Kiếm Thanh Huyên quay về vào trong tay hắn, hắn chậm rãi bước đến chỗ Vạn Đạo Minh, lúc các ngươi nhắm vào ta thì nên chuẩn bị tinh thần không chết không tha chứ, còn Vạn Đạo Tông. Nói rồi hắn nhếch môi cười, người nghĩ qua hôm nay, thế gian này vẫn sẽ còn Vạn Đạo Tông sao? Vừa dứt lời hắn bỗng biến thành một luồng kiếm quang màu đỏ biến mất tại chỗ. Xoẹt! Luồng kiếm quang màu đỏ lướt qua. Thấy cảnh tượng này, Vạn Đạo Minh trợn mắt, ngay sau đó tay phải ông ta xòe ra, một ngọn lửa bỗng dâng lên từ lòng bàn tay ông ta, cả người được bao phủ bởi ngọn lửa này, ông ta lao đến trước, quyền ấn của ngọn lửa lao đến chỗ Diệp Huyên. Kiếm quang và ánh lửa va chạm vào nhau, một bóng người liên tục lùi về sau. Chính là Vạn Đạo Minh. Vạn Đạo Minh liên tục lùi về sau, sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi, vì ông ta nhận ra lúc này Diệp Huyên đã mạnh hơn trước đó không lâu rất nhiều. Rốt cuộc là huyết mạch quái gì thế chứ? Không có nhiều thời gian suy nghĩ, vì Diệp Huyên lại lao đến chỗ ông ta. Vạn Đạo Minh cong môi nhếch lên nụ cười hung tợn. Ông ta lại lao đến lần nữa. Mà lúc này A Đạo Linh ở một bên bỗng nhìn về phía A Mộc Các, ngươi không chạy sao? A Mộc Các nhìn A Đạo Linh, sắc mặt u ám không biết đang nghĩ gì. A Đạo Linh cười nói, nếu còn không chạy thì ngươi không còn cơ hội chạy nữa đâu. A Mộc Các nhìn Vạn Đạo Minh bị Diệp Huyên ép đánh tới ở đằng xa, ngay sau đó ông ta xoay người biến mất ở tận chân trời. Sau khi A Mộc Các đi, nụ cười trên môi của A Đạo Linh dẫn trở nên lạnh lùng, bà ấy nhìn Diệp Huyên ở phía xa cần giúp không? Diệp Huyên xoay đầu lại nhìn A Đạo Linh cười nói, ta sẽ không thua dưới ba kiếm. A Đạo Linh. Ba kiếm. A Đạo Linh có chút ngờ vực, ba kiếm mà Diệp Huyên nói là ba kiếm nào? Bà ấy còn muốn hỏi gì đó nhưng Diệp Huyên lại lao ra ngoài. Ở phía xa, Diệp Huyên trực tiếp đè ép đánh Vạn Đạo Minh. Lúc này Vạn Đạo Minh không hề nóng nảy chút nào. Ngay lúc này, Vạn Đạo Minh đột nhiên bị một luồng kiếm quang chém lùi, sau đó, Vạn Đạo Minh lập tức quay người biến mất nơi cuối thời không. Trốn rồi. Diệp Huyên ngây người. Tên này ấy thế mà lại trốn rồi. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyên lập tức ngự kiếm biến mất trong thời không. Đương nhiên hắn sẽ không dừng tay vào lúc này. Nhìn thấy Diệp Huyên đuổi theo. A Đạo Linh nhẹ giọng nói, đi. Vừa dứt lời, bà ấy dẫn theo bạn Sơn lập tức biến mất. Tại Vạn Đạo Tông. Vạn Đạo Minh chạy thẳng về Vạn Đạo Tông, ông ta cũng không còn nơi nào khác để đi. Vừa quay về Vạn Đạo Tông, bầu trời sau lưng ông ta thoáng chốc biến thành một vùng biển máu, sau đó, một thanh kiếm từ trong biển máu đó bay ra chém xuống. Vạn Đạo Minh nheo hai mắt, ông ta mở lòng bàn tay. Một ngọn lửa phóng lên cao, thế nhưng, ngọn lửa này vừa chạm vào thanh huyết kiếm của Diệp Huyên thì lập tức tan vỡ, huyết kiếm chém thẳng xuống. Ánh mắt Vạn Đạo Minh chợt trở nên tàn độc, ông ta đạp mạnh chân phải, cả người lập tức hóa thành một cột lửa phóng thẳng lên trời. Trên bầu trời, huyết kiếm trực tiếp bị cột lửa này ngăn lại, nhưng sau đó, Vạn Đạo Minh lại từ trong không trung rơi thẳng xuống. Quỳnh!
Khi vạn đạo minh rơi vào trong vạn đạo tông ở bên dưới thì cả vạn đạo tông đều rung chuyển, vô số ngọn núi lập tức vỡ vụn. Cả vạn đạo tông đều kinh hãi. Trên trời, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên quay về tay, hắn từ trên nhìn xuống vạn đạo minh bên dưới, lúc này cánh tay phải của vạn đạo minh đã mất rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngọn lửa của ông ta căn bản không ngăn được kiếm của Diệp Huyên, quan trọng nhất là, thực lực của Diệp Huyên không ngừng gia tăng, thực lực càng lúc càng mạnh. Ở bên dưới, vạn đạo minh nhìn Diệp Huyên chằm chằm, Diệp Huyên, ngươi thật sự muốn làm tuyệt tình đến mức này sao? Diệp Huyên gật đầu, chính là muốn làm tuyệt tình đến như vậy. Vừa dứt lời, cả người hắn lập tức biến mất. Bù! Một thanh huyết kiếm xuất hiện trên đầu vạn đạo minh như ma quỷ, mũi kiếm rơi xuống, thời không lập tức xuất hiện một cái hố đen nhỏ, sau đó, hố đen nhỏ này mở rộng nhanh chóng, trong chớp mắt, một luồng sức mạnh kinh khủng đã bao phủ cả vạn đạo tông. Toàn bộ cao thủ vạn đạo tông đều biến sắc, bỏ chạy tán loạn xung quanh. Người đứng đầu vạn đạo minh chợt co con ngươi, tay trái ông ta siết chặt, thoáng chốc, thời không trước mặt lập tức trở thành một vách ngăn thời không, không những vậy. Vô số thời không chi lực xung quanh lúc này cũng ngưng tụ về phía ông ta như thủy triều đến. Phòng thủ. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Huyên, ông ta chỉ có thể phòng thủ. Bởi vì muốn đấu lại thì thực lực hai bên cần phải ngang nhau, nếu không ngang bằng, thì bên yếu xem như phải nhận lấy hai lần sức mạnh. Ông ta lúc này, đã phải không thể chịu đựng được sức mạnh kinh khủng như vậy, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên rơi xuống. Vách tường thời không kia lập tức vỡ vụn, cả người vạn đạo minh bị đánh vào vực sâu thời không thần bí. Mà lúc này, một thanh phi kiếm lại xuất hiện trước mặt ông ta. Con người vạn đạo minh co lại, đột nhiên ông ta mở miệng, miệng lẩm nhẩm thần chú. Sau đó, thời không trước mặt ông ta lập tức biến dạng, kiếm Thanh Huyên lúc này có biến dạng theo. Thấy vậy, Diệp Huyên ở trên trời chợt nhíu mày. Sức mạnh này có chút kỳ lạ. Lúc này, hắn chợt suy nghĩ, kiếm Thanh Huyên khẽ run lên. Kiếm Thanh Huyên trực tiếp phá vỡ sức mạnh kỳ lạ kia, nhưng lúc ấy, vạn đạo minh kia đã lùi đến mấy nghìn trượng bên ngoài. Diệp Huyên liếc nhìn vạn đạo minh phía xa, thời gian. Sức mạnh kỳ lạ vừa nãy, có mang theo thuộc tính thời gian. Vạn đạo minh nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên. Rốt cuộc kiếm này của ngươi là kiếm gì? Ông ta phát hiện, rất nhiều sức mạnh của ông ta đều bị thanh kiếm này khắc chế, hay nói cách khác, đều vô dụng với thanh kiếm này. Diệp Huyên không nói rông dài, hắn lập tức biến mất. Vẻ mặt vạn đạo minh bỗng chốc thay đổi, ông ta không lùi thêm, mà đạp mạnh chân phải. Cả người ông ta lập tức bùng cháy. Thiêu đốt thân xác. Thiêu đốt linh hồn. Ông ta biết, ông ta đã không còn đường lui. Bởi vì A Đạo Linh và Ngôn Bản Sơn đang ở gần đó, ba vị cao thủ vô cảnh ở đây, ông ta căn bản không còn khả năng sống sót. Nếu đã không thể sống vậy dứt khoát liều mạng vậy. Sau khi lựa chọn thiêu cháy thân xác và linh hồn, hơi thở của vạn đạo minh bỗng nhiên tăng mạnh, sau đó, cả người ông ta lập tức biến thành một ngọn lửa phóng thẳng lên trời. Bù! Thoáng chốc! Vô số thời không xung quanh lúc này lập tức biến thành cho tàn. Trên trời, một vùng kiếm quang và ánh lửa điên cuồng bùng nổ. Diệp Huyên lập tức lùi ra xa mấy chục vạn trượng, vừa dừng lại thì thân xác hắn lập tức vỡ nứt, máu tươi bắn tung tóe. Không những vậy, linh hồn còn đang biến mất với tốc độ nhanh đến kinh khủng. Một chiêu trọng thương. Mà ở phía xa, vạn đạo minh kia vừa dừng lại, thì giữa trán ông ta đã bị một kiếm đâm qua. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên lập tức quay về trong tay hắn, khi nắm lấy kiếm Thanh Huyên, linh hồn hắn bắt đầu khôi phục lại bình thường. Kiếm Thanh Huyên không chỉ có thể khắc chế linh hồn, mà còn có thể nuôi dưỡng linh hồn. Thấy linh hồn Diệp Huyên đã ổn định lại, vạn đạo minh ở phía xa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thất bại rồi. Cho dù dùng cả tính mạng để đánh đổi một chiêu mạnh nhất, thì vẫn không thể khiến Diệp Huyên bị thương nặng. Ông ta thua rồi. Mà thua, thì phải trả cả giá bằng cả tính mạng. Lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên lập tức đi vào giữa trán vạn đạo minh. Linh hồn vạn đạo minh bắt đầu bị hấp thụ.
Không lâu sau, linh hồn vạn đạo minh đã hoàn toàn biến mất, mà nhẫn chứa đồ của ông ta thì bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhận lấy nhẫn chứa đồ, hắn quay đầu nhìn những cao thủ vạn đạo tông bên dưới, lúc này, A Đạo Linh đã xuất hiện bên cạnh hắn, vạn đạo tông cứ giao cho ta đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn không nói gì mà quay người ngự kiếm biến mất nơi chân trời, cả bầu trời là một vùng đỏ như máu. A Đạo Linh nhìn chân trời phía xa, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Ngôn Bản Sơn xuất hiện bên cạnh A Đạo Linh, sư tôn đang lo lắng gì sao? A Đạo Linh gật đầu, tên này quá nóng nảy. Tính khí nóng nảy. Ngôn Bản Sơn gật đầu, đúng là rất nóng nảy. Hai cô gái đều không ngờ chuyện sẽ xảy ra đến mức này. Thoáng chốc, hai cao thủ vô cảnh đều ngã xuống. Hơn nữa, đều là do Diệp Huyên giết. Diệp Huyên có năng lực giết chết cao thủ vô cảnh. Vẻ mặt A Đạo Linh phức tạp, vốn dĩ giữa các cao thủ vô cảnh của dị thế giới đều duy trì thế cân bằng. Nhưng bây giờ, sau khi Diệp Huyên đến, thế cân bằng này bị đánh vỡ rồi. Vô cảnh không còn cao cao tại thượng nữa. Vô cảnh cũng sẽ chết. Một lúc sau, A Đạo Linh khẽ nói, đi thôi. Nói xong, bà ấy quay người rời đi. Ngôn Bản Sơn cũng rời đi theo. Sau khi ba người rời đi, không lâu sau, vô số cao thủ vạn đạo tông đều chết thảm. Rõ ràng, đều là do Đạo Linh cung làm. A Đạo Linh là một phụ nữ thông minh, đương nhiên bà ấy hiểu rõ, làm thì phải làm đến cùng. Mà sau khi vạn đạo tông bị diệt, thì cả dị thế giới đều kinh sợ. Một thế lực siêu cấp trước đây, trong một đêm đã bị tiêu diệt. Mà chuyện Diệp Huyên giết chết vạn đạo minh và Phàm Thiên cũng được truyền đi. Diệp Huyên. Cái tên này, lại kinh động dị thế giới. Một kiếm tu vô cảnh, liên tục chém chết hai cao thủ vô cảnh. Thoáng chốc. Danh tiếng Diệp Huyên được lan truyền khắp dị thế giới nhanh chóng như dịch bệnh vậy. Rất nhanh sau đó, một vài người hiểu chuyện bắt đầu so sánh Diệp Huyên giống như cao thủ vô cảnh đứng đầu hiện nay, Mục Thần. Tại Phương Thốn Tông, trên một ngọn núi nào đó, An Bắc Thần nhìn chân trời phía xa, ánh mắt có chút nặng nề. Vạn Đạo Minh và Phàm Thiên chết rồi. Đều là do Diệp Huyên giết. Vạn Đạo Tông cũng mất rồi. Không thể không nói, cho dù là ông ta cũng cảm thấy không thể tin nổi. Diệp Huyên này, mà lại có thực lực giết chết Phàm Thiên và Vạn Đạo Minh. Phải biết rằng, trước đây, cao thủ vô cảnh của dị thế giới căn bản đều không giao đấu, bởi vì mọi người đều biết, ai cũng không làm gì được ai cả, nhưng bây giờ, Diệp Huyên có thực lực một đối một giết chết vô cảnh. Diệp Huyên. An Bắc Thần chậm rãi nhắm hai mắt, một lúc sau. Đột nhiên ông ta nói, chuẩn bị một phần quà đưa cho Diệp Tôn của Đạo Linh Cung, cứ nói cảm tạ hắn chỉ điểm cho Liên Vân, hôm khác Liên Vân xuất quan, ta lại đưa Liên Vân đến cửa thăm hỏi. Trong tối, một ông lão do dự rồi nói, có ý lấy lòng. An Bắn Thần cười nói, vì Liên Vân, làm gì cũng có thể. Ông lão khẽ gật đầu, đã hiểu. Nói xong, ông ta lui xuống. An Liên Vân là kiếm tu. Nhưng muốn đạt đến vô cảnh, vẫn là chuyện rất rất khó, mà nếu có Diệp Huyên chỉ điểm, thì lại dễ hơn nhiều rồi. Nhưng, Diệp Huyên người ta dựa vào đâu mà chỉ điểm? Phải biết là An Liên Vân cũng không phải là của Đạo Linh Cung, mà dù là của Đạo Linh Cung cũng chưa chắc sẽ chỉ điểm. Vô cảnh. Ai lại đi đem kỹ năng độc nhất của mình truyền ra ngoài chứ? Lúc này, cả dị thế giới đều đang bàn tán về Diệp Huyên. Vị kiếm tu vô cảnh vừa xuất hiện này, mà Diệp Huyên cũng có thêm nhiều cái tên, tỉ như kiếm tu đứng đầu dị thế giới, cao thủ vô cảnh trẻ nhất dị thế giới. Mà lúc này, Diệp Huyên đã quay về Đạo Linh Cung. Trị thương. Trong tháp nhỏ, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu trị thương. Lúc này, vẻ mặt hắn rất nghiêm trọng. Trước đó thật ra hắn đã phạm phải một sai lầm, chính là coi thường Vạn Đạo Minh. Một chiêu cuối cùng của Vạn Đạo Minh, suýt nữa đã giết chết hắn, không chỉ Vạn Đạo Minh, mà một chiêu cuối cùng của Phàm Thiên kia, nếu không phải nhờ kiếm Thanh Huyên, thì hắn có khả năng cũng xong rồi. Diệp Huyên biết rõ, mặc dù đã giết chết hai các thủ vô cảnh, nhưng bản thân hắn không thể xem thường bất kỳ cao thủ vô cảnh nào. Có thể trở thành vô cảnh, chắc chắn đều có chút tài năng, hơn nữa, sở dĩ hắn có thể giết chết vô cảnh, còn có một nguyên nhân, chính là kiếm Thanh Huyên.
mà kiếm Thanh Huyên, nói đúng ra là vật ngoài thân. Không thể ỷ lại. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, sau đó bắt đầu tập trung trị thương. Dần dần, thân thể Diệp Huyên bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên bỗng mở bừng mắt. Huyết mạch bất tử. Tại sao bản thân hắn không nâng cao huyết mạch bất tử chứ? Công năng của huyết mạch bất tử này cũng rất nghịch thiên, nếu bản thân có thể nâng cao huyết mạch bất tử, vậy sau này khi chiến đấu với người khác, trừ phi đối phương giết chết hắn, còn không thì bản thân vĩnh viễn đều ở thế bất bại. Mà muốn nâng cao huyết mạch bất tử, cũng rất đơn giản, có thể dùng huyết mạch phong ma để nâng cao huyết mạch bất tử. Để huyết mạch bất tử dung hợp với một chút ít huyết mạch phong ma. Diệp Huyên vừa nghĩ là làm ngay. Huyết mạch dung hợp. Diệp Huyên bắt đầu dùng huyết mạch phong ma bổ trợ cho huyết mạch bất tử, thế nhưng, Diệp Huyên phát hiện, chuyện này rất khó. Bởi vì huyết mạch phong ma cho đến hiện tại đã mạnh hơn huyết mạch bất tử rất nhiều, huyết mạch phong ma căn bản không dung hợp cùng với huyết mạch bất tử, hoặc có lẽ là trực tiếp chiếm lấy huyết mạch bất tử. Như vậy khiến hắn cũng có chút khó xử. Nhưng, Diệp Huyên không từ bỏ. Phải biết rằng, hắn mới chính là chủ nhân. Dưới sự kiểm soát của Diệp Huyên, dần dần, huyết mạch phong ma và huyết mạch bất tử của hắn bắt đầu dung hợp, đương nhiên cũng không phải toàn bộ, mà hắn chỉ là lấy một chút huyết mạch phong ma để dung hợp với huyết mạch bất tử. Nhưng dù như thế, hiệu quả cũng rất kinh khủng. Hơi thở huyết mạch bất tử bắt đầu tăng mạnh. Mà huyết mạch phong ma thì bị hắn trấn áp, nếu không trấn áp huyết mạch phong ma, thì huyết mạch bất tử căn bản không thể kích hoạt được. Mặc dù đều là huyết mạch chi lực của hắn, nhưng huyết mạch phong ma này lại rất kinh khủng. Nếu không phải lúc trước hắn vẫn luôn trấn áp, thì huyết mạch bất tử này e là đã trực tiếp bị nó hấp thụ sạch rồi. Huyết mạch bất tử có thể tồn tại trong thân thể hắn, huyết mạch phong ma này đã khó chịu rất lâu rồi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Mấy tháng sau, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên trong thân thể bùng phát một luồng hơi thở huyết mạch cực kỳ kinh khủng. Sau khi luồng hơi thở huyết mạch xuất hiện, không gian trong tháp nhỏ lập tức bắt đầu rung chuyển. Một lúc sau, xung quanh Diệp Huyên xuất hiện hồng mang. Huyết mạch bất tử. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở bừng mắt, trong hai mắt hắn, sắc máu dần dần tan đi. Hư vọng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên khẽ nhi xê miệng. Hư vọng hỏi, tăng lên rồi. Diệp Huyên gật đầu, hắn mở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đè xuống, vừa áp xuống, cả người hắn lập tức khôi phục bình thường. Huyết mạch bất tử. Diệp Huyên cười khẽ, huyết mạch bất tử này đã được gia tăng, sau này tốc độ chữa trị trong cơ thể ta sẽ tăng lên rất nhiều. Hư vọng nói, chúc mừng. Diệp Huyên cười ha ha, thật ra, hiện tại thứ hắn rất hiếu kỳ bất tử đế tộc, huyết mạch bất tử của hắn đã được đột phá rồi, không biết huyết mạch bất tử của bất tử đế tộc có xảy ra thay đổi hay không. Có thời gian phải quay về xem sao. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, hai chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay hắn, dây chính là thứ mà trước đó hắn lấy được trên người Vạn Đạo Minh và Phàm Thiên. Diệp Huyên lướt mắt nhìn, trong hai chiếc nhẫn chứa đồ này, thần tinh vô lượng thế nhưng cũng chỉ có không đến 20 vạn. Hai chiếc nhẫn chứa đồ cộng lại cũng chưa đến 20 vạn. Diệp Huyên nhíu mày, nghèo đến vậy sao? Ngoài ra, còn có một vài thần vật, nhưng, không hữu dụng gì với hắn, dù sao, hắn có một thanh kiếm Thanh Huyên, thanh kiếm này có thể đánh có thể thủ, thần vật gì cũng không thể sánh bằng. Diệp Huyên lấy một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Hư Vọng, bên trong có thần tinh vô lượng, 10 vạn miếng, người giữ một chút mà tiêu. Hư Vọng cũng không từ chối, nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó, nàng ta nhìn Diệp Huyên, chúng ta có cần rèn luyện chút không? Diệp Huyên cười nói, ta cũng đang có ý này. Hai người ra khỏi tháp nhỏ, sau đó đến một vùng thời không thần bí chưa biết. Hư Vọng nhìn Diệp Huyên, không được dùng kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên cười ha ha, đương nhiên. Hắn mở lòng bàn tay, một thanh kiếm bình thường xuất hiện trong tay hắn, sau đó, hắn khẽ điểm đầu ngón chân, cả người đã lập tức biến mất. Bù! Một luồng kiếm quang thoáng chốc đã đến giữa mày Hư Vọng. Thân thể Hư Vọng đột nhiên trở nên hư ảo, Diệp Huyên nheo mắt, hắn quay mạnh người chém một kiếm chém xuống.
Ầm. Một vùng kiếm quang vỡ vụn, hai người đồng thời lùi lại. Khi hai người lùi lại, vô số phi kiếm đột nhiên từ xung quanh chém đến, thoáng chốc, cả thời không thần bí ngập tràn phi kiếm đan xen, cũng không phân biệt được là của ai. Trong sân, từng tiếng xé rách liên tục vang lên. Phi kiếm. Hai người đều đang dùng phi kiếm, mỗi một phi kiếm đều đang thỏa thích xé rách mọi thứ. Phi kiếm không chỉ không giảm đi, mà càng lúc lại càng nhiều, chỉ trong thời gian ngắn mà cả vùng thời không đã có ít nhất mấy chục vạn thanh phi kiếm rồi. Hai người tự mình điều khiển ít nhất là 20 vạn phi kiếm. Không thể không nói, chuyện này vô cùng hao tổn. Không những vậy, phi kiếm của hai người cũng đều là từng kiếm chí mạng, chỉ hơi sơ suất thì có khả năng thân xác bị tiêu diệt. Chơi cũng rất mạnh tay. Ngay lúc này, hai người đồng thời dừng lại, sau đó, hai người nhìn nhau, chớp mắt, toàn bộ phi kiếm đã biến mất không thấy dấu. Bởi vì phi kiếm của hai bên đều không ai làm được gì đối phương cả. Lúc này, Hư Vọng chậm rãi nhắm hai mắt, nàng ta lao về trước, vừa lao lên thân xác lập tức như dừng lại, tiếp đó, linh hồn thoáng chốc rời khỏi thân xác, hóa thành một luồng kiếm quang bay thẳng về phía Diệp Huyên ở xa. Diệp Huyên bước một bước lên trước, chớp mắt một vùng kiếm quang đã bao phủ trước mặt hắn. Phương Thốn Kiếm Vực. Khi linh hồn Hư Vọng đi vào Phương Thốn Kiếm Vực, cả Phương Thốn Kiếm Vực lập tức trở nên hư ảo, ngay sau đó, Phương Thốn Kiếm Vực lại bắt đầu sụp đổ từng chút một. Rất nhanh sau đó, Phương Thốn Kiếm Vực của Diệp Huyên lập tức sụp đổ, một thanh kiếm đâm vào giữa trán Diệp Huyên như sấm chớp. Rất nhanh. Diệp Huyên phản ứng cũng đủ nhanh, ngay khi Phương Thốn Kiếm Vực kia sụp đổ, hắn bỗng nghiêng người, chỉ trong gang tấc đã tránh được một kiếm, nhưng lúc này, Hư Vọng lại cầm kiếm chém ngang. Bù. Một vùng kiếm quang chém thẳng yết hầu Diệp Huyên. Nếu một kiếm này mà trúng, đầu Diệp Huyên sẽ lập tức rơi xuống. Nhưng, ngay khi một kiếm này rơi xuống yết hầu Diệp Huyên, thì một thanh kiếm lập tức chặn lấy kiếm của Hư Vọng. Ầm. Một vùng kiếm quang sụp đổ, Diệp Huyên lập tức bị đánh bánh đến mấy trăm trượng, mà hắn còn chưa kịp dừng lại thì một kiếm lại đâm tới. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, lần này, hắn không lựa chọn lùi, mà là đâm ra một kiếm. Đối đầu không khoan nhượng. Ầm. Hai thanh kiếm vừa chạm, thời không xung quanh lập tức tan vỡ chôn vùi, tiếp đó, vô số kiếm khí từ trong sân bắn ra, từng luồng kiếm khí đều có thể phá vỡ thời không vũ trụ này một cách dễ dàng. Ngay lúc này, thân thể hai người đồng thời trở nên hư ảo, chớp mắt, hai luồng kiếm quang đột nhiên bùng nổ trong sân tựa như pháo hoa. Thoáng chốc thời không trong vòng mấy chục vạn dặm lập tức vỡ tan. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, Hư Vọng đột nhiên xuất hiện trên đầu hắn, tiếp đó, một luồng kiếm quang chém thẳng xuống. Rút kiếm định sinh tử. Một kiếm vừa chém xuống, vẻ mặt Diệp Huyên đã trở nên nghiêm trọng hơn. Lúc trước, đều là hắn dùng rút kiếm định sinh tử với người khác, hắn chưa từng đối mặt trực tiếp với sức mạnh của kiếm này, mà lúc này, đột nhiên hắn phát hiện, cha mình đúng là có bản lĩnh. Một kiếm này, quả thực cũng rất ra gì. Diệp Huyên không nghĩ nhiều, hắn không lùi mà tiến, cùng rút kiếm ra chém. Cũng là rút kiếm định sinh tử. Hai kiếm vừa va chạm, thời không trong vòng mấy trăm vạn dặm lập tức trở thành một vùng u tối. Trong sân bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Cứ như vậy, ước chừng một khắc, Diệp Huyên và Hư Vọng rời khỏi thời không này, trên người hai người đều có vết thương từ kiếm, nhất là Hư Vọng. Khắp người đều là kiếm quang, chính vì như vậy mà chút nơi nhạy cảm của nàng ta cũng bị lộ ra. Hư Vọng cũng nhận ra điểm này, vẻ mặt có phần không được tự nhiên. Diệp Huyên bỗng cười nói, sư tôn ngươi là ta đây là một chính nhân quân tử, thứ không nên nhìn chắc chắn sẽ không nhìn. Hư Vọng. Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Hư Vọng, hắn lấy ra một chiếc áo khoác phủ lên người Hư Vọng, sau đó nói, trận vừa nãy, ngươi hẳn là đạt được không ít. Người có thể ở trong tháp tu luyện thêm, có gì cần thì có thể nói thẳng với ta. Hư Vọng gật đầu, được. Nói rồi, nàng ta quay về trong tháp nhỏ. Lúc này, Diệp Huyên quay người nhìn phía xa, thời không nơi đó nứt ra, A Đạo Linh lại xuất hiện. A Đạo Linh nhìn xung quanh, sau đó cười nói, vừa rồi mới rèn luyện với người khác. Diệp Huyên gật đầu. A Đạo Linh nhìn Diệp Huyên thâm sâu, rõ ràng. Bên cạnh Diệp Huyên còn có một vị cao thủ vô cảnh. Diệp Huyên bỗng cười nói, Linh tỷ,
lúc trước ta đoạt được nhẫn chứa đồ của Phàm Thiên và Vạn Đạo Minh, ta phát hiện ra, bên trong chỉ có 20 vạn miếng thần tinh vô lượng, sao lại ít như vậy? A Đạo Linh thấp giọng nói, ngươi cảm thấy 20 vạn miếng thần tinh vô lượng rất ít sao? Diệp Huyên nhíu mày, hỏi ngược, chẳng lẽ rất nhiều sao? A Đạo Linh trừng mắt nhìn Diệp Huyên, đương nhiên nhiều rồi. Ngươi có biết hay không, tỷ ngươi là ta đây bây giờ tích góp cả đời, cũng không đến mấy vạn miếng. Nói đến đây, bà ấy như nghĩ đến gì đó chợt dừng lại, rồi nói tiếp, lúc trước ta cho ngươi 1 vạn miếng thần tinh vô lượng, có phải ngươi cảm thấy ta rất keo kiệt không? Diệp Huyên cười nhạt, có một chút. A Đạo Linh lắc đầu cười, cái tên không biết tốt xấu nhà ngươi. Ta nói cho ngươi biết, thần tinh vô lượng này rất rất khó có được, cho dù là chúng ta, cũng phải mạo hiểm cả tính mạng mới có thể có được. Nghe vậy, Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, ngay cả cao thủ vô cảnh cũng phải mạo hiểm cả tính mạng mới có được. A Đạo Linh gật đầu, còn nhớ lúc trước ta từng nói với ngươi, muốn ngươi giúp không? Diệp Huyên gật đầu, bởi vì thần tinh vô lượng này. A Đạo Linh cười nói, đúng vậy, lần này, ta muốn đưa ngươi đến một nơi cấm địa của dị thế giới, nơi mà ngay của chúng ta cũng có khả năng sẽ phải xuống. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, nơi nào? A Đạo Linh khẽ nói, thiên mộ chi địa. Diệp Huyên nhíu mày, thiên mộ chi địa, là nơi nào? A Đạo Linh cười nói, một nơi rất kỳ lạ, chỉ có ở đó mới có thần tinh vô lượng. Nghe nói, năm đó mục thần chính là biến mất từ nơi đó, đương nhiên, không biết là thật hay giả, nhưng, ta cảm thấy có lẽ là thật. Vì cả dị thế giới này, chỉ có nơi đó là chúng ta không tìm kiếm kỹ được. Nói rồi, bà ấy khẽ dừng lại rồi nói tiếp, trước kia, mỗi năm thiên mộ chi địa đều sẽ chuyển đi rất nhiều thần tinh vô lượng, nhưng gần đây không biết vì nguyên do gì, mà thần tinh vô lượng càng lúc càng ít, nếu tiếp tục như vậy, các vô cảnh chúng ta sẽ xuất hiện một cục diện rất khó xử, chính là không thể tu luyện tiếp được nữa. Có lẽ ngươi cũng biết, sau khi đạt đến vô cảnh, huyền khí bình thường đã không còn tác dụng với chúng ta, chỉ có thần vật như thần tinh vô lượng mới có thể khiến chúng ta tiếp tục tu luyện được. Vì vậy, lần này ta liên lạc với một vài cao thủ vô cảnh, mọi người đoàn kết tìm kiếm nơi này, xem rốt cuộc ngươi này có bí mật gì. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu rõ. Thiên mộ chi địa. Diệp Huyên do dự chốc lát rồi nói, ta vẫn không muốn đi lắm. A Đạo Linh chợt ngây người, sau đó nói, tại sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, không dễ gì ta mới được vô địch, ta không muốn mất đi cảm giác vô địch này. Vẻ mặt A Đạo Linh cứng đờ. A Đạo Linh nghe Diệp Huyên nói mà cạn lời. Người này thế nhưng muốn ở lại nơi này ức hiếp người. A Đạo Linh nhìn Diệp Huyên, ý tưởng này của ngươi không thể chấp nhận được, có đôi khi, đối với chúng ta mà nói thất bại không phải là chuyện xấu. Diệp Huyên lắc đầu cười, không nói thêm gì. Người hiểu tự nhiên sẽ hiểu, người không hiểu, nhiều lời cũng vô ích. Diệp Huyên nói, khi nào thì đi. Hắn đương nhiên sẽ không ở mãi nơi đây ra vẻ, không có đối thủ, quả thật là một loại đau khổ. A Đạo Linh cười nói, bây giờ. Diệp Huyên có thể đồng ý đi, bà ấy rất vui, phải biết rằng, với thực lực hiện tại của Diệp Huyên, ai dám khinh thường. Diệp Huyên nhíu mày, bây giờ. A Đạo Linh gật đầu, có vấn đề gì không? Diệp Huyên cười nói, không có, đi thôi. A Đạo Linh đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay bà ấy, đây là An Bắc Thần của Phương Thốn Tông đưa tới, nói là cảm ơn sự chỉ bảo của ngươi với An Liên Vân. Diệp Huyên nhìn thoáng qua nhẫn chứa đồ, trong nhẫn chứa đồ có 2 vạn vô lượng thần tinh. Diệp Huyên nhìn về phía A Đạo Linh, cái này. A Đạo Linh cười nói, ông ta là muốn ngươi chỉ bảo An Liên Vân, để nàng ta có cơ hội đạt đến vô cảnh. Diệp Huyên cười nói, chuyện nhỏ. A Đạo Linh chớp chớp mắt, ngươi thật sự bằng lòng chỉ bảo cho nha đầu kia, để nàng ta cũng đạt tới vô cảnh. Diệp Huyên mỉm cười, nha đầu kia tốt bụng, nếu như có thể, ta bằng lòng giúp đỡ nàng ta đạt đến vô cảnh, nhưng việc này cũng cần phải xem cá nhân nàng ta. A Đạo Linh cười nói, nha đầu kia quả thật không tồi. Nói xong, bà ấy đặt nhẫn chứa đồ vào tay Diệp Huyên, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Hai người rời đi. Không chung, Diệp Huyên liếc nhìn phía dưới, trực giác nói cho hắn, lần này đi,
loại cảm giác vô địch này sợ là lại rời đi một khoảng thời gian dài rồi. Chỉ chốc lát, hai người đi vào trong một khoảng tinh không. Mà ở trong tinh không này, còn có ba người. Một người trong số đó chính là Ngôn Bạn Sơn, ngoài Ngôn Bạn Sơn ra, còn có một người đàn ông trung niên và một ông lão. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, Diệp Tôn, hân hạnh được gặp. Diệp Huyên nhìn A Đạo Linh cười nói, ông ta chính là quân đạo lâm của đạo lâm giới, cũng là người đầu tiên đạt đến vô cảnh ở đạo lâm giới chúng ta. Quân đạo lâm. Nghe vậy, Diệp Huyên hơi ngẩn người, sau đó nhìn về phía quân đạo lâm, cười nói, quân tôn, hân hạnh được gặp. Thật không dám giấu giếm, ta thật sự ngưỡng mộ người đã lâu, đạo lâm giới, hiện tại vẫn còn những truyền thuyết về người. Quân đạo lâm cười ha ha, không ngờ tới, đạo lâm giới có thể có ba vị vô cảnh, không thể không nói, đạo lâm giới chúng ta đúng là rất nhiều nhân tài. Diệp Huyên và A Đạo Linh nhìn nhau cười. Có lẽ bởi vì cùng đến từ đạo lâm giới, ba người đều cảm giác thân thiết. Lúc này, A Đạo Linh lại giới thiệu ông lão kia, vị này chính là Nguyên Tôn, lão tiền bối của đạo lâm giới chúng ta. Diệp Huyên nhìn về phía Nguyên Tôn, ôm quyền, hân hạnh được gặp. Nguyên Tôn cũng không tự đại, lập tức ôm quyền, hân hạnh được gặp. Lúc này, một giọng nói từ xa xa truyền đến, ta không đến muộn đấy chứ. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, xa xa, một người đàn ông trung niên chậm rãi đi đến. Người đến, chính là An Bắc Thần của Phương Thốn Tông. Sáu vị vô cảnh. Diệp Huyên có hơi kinh ngạc, hắn thật không ngờ, A Đạo Linh vậy mà gọi đến nhiều cường giả vô cảnh như vậy. Xem ra, thiên mộ chi địa gì đó kia thật sự nguy hiểm. Lúc này, A Đạo Linh nói, vậy chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, bà ấy phất tay áo, trước mặt lập tức xuất hiện một đường hầm thời không. Sau khi mọi người tiến vào đường hầm thời không, đó là bắt đầu tiến hành xuyên qua thời không. Tốc độ rất nhanh. Trên đường, Diệp Huyên đi đến bên cạnh A Đạo Linh, hỏi, Linh tỷ, vì sao thiên mộ chi địa này lại nguy hiểm? A Đạo Linh cười nói, ngươi tới rồi sẽ biết. Diệp Huyên nói, không thể tiết lộ trước một chút được sao? A Đạo Linh suy nghĩ, sau đó nói, nơi kia, điều quỷ dị nhất chính là một loại khí tử linh. Diệp Huyên nhíu mày, khí tử linh. A Đạo Linh gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, khí thế lực đặc biệt. A Đạo Linh cười nói, sắp đến rồi. Nhớ kỹ, đến đó rồi, nhất định không được lơ là. Càng không được để khí tử linh kia đến gần ngươi, bằng không, cho dù là thân thể của cường giả vô cảnh cũng không chịu đựng được, không chỉ có như thế, linh hồn cũng có thể bị khí tử linh cắn nuốt mất. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Đúng lúc này, xa xa ở cuối thời không đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, ngay sau đó, mọi người xuyên qua ánh sáng trắng kia. Ánh sáng trắng tiêu tán, hai chân mọi người chạm xuống đất. Diệp Huyên lập tức nhíu mày. Bởi vì hắn cảm giác được một hơi thở cực kỳ không thoải mái, hắn mở hai mắt, đập vào mắt là một bình nguyên u ám, không thể nhìn thấy tận đầu bình nguyên, mà bầu trời phía trên bình nguyên này tối đen, mang theo một cảm giác áp bức cực kỳ nặng nề. Diệp Huyên trầm giọng nói, đây chính là thiên mộ chi địa. A Đạo Linh lắc đầu, nơi này không phải, cuối bình nguyên này mới là thiên mộ chi địa. Nơi này không thể bay, chỉ có thể đi qua. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? A Đạo Linh chỉ bầu trời, phía trên có một vài sinh linh hắc ám, tuy rằng không khủng bố như khí tử linh, nhưng cũng rất đáng ghét. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Mọi người tiếp tục đi. Lúc này, quân đạo lâm đột nhiên cười nói, các vị, trực giác nói cho ta biết, chuyến đi này của chúng ta sợ là có chút gập ghềnh. Một bên, An Bắc Thần cười nói, lát nữa nếu như không ổn. Ta sẽ bỏ chạy. Nghe vậy, mọi người đều hiểu ý cười. Thực ra, tất cả mọi người hiểu rõ, cũng sẽ không chiến đến cùng, nếu thật sự gặp phải nguy không thể địch lại, khẳng định đều sẽ bỏ chạy. Mặc dù vô lượng thần tinh tốt, nhưng mạng sống càng tốt hơn. Đúng lúc này, quân đạo lâm đột nhiên nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp Tôn, mạo muội hỏi một câu, kiếm trong tay cậu là do ai tạo ra vậy? Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên. Kỳ thực, mọi người đều vô cùng tò mò về kiếm của Diệp Huyên, phải biết rằng, sở dĩ Diệp Huyên có thể giết được cả hai cường giả vô cảnh,
ngoài huyết mạch chi lực của hắn ra, còn có thanh kiếm này. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, cười nói, muội muội của ta tạo ra. Quân Đạo Lâm mỉm cười, không hỏi tiếp. Hỏi tiếp, sẽ có hơi bất lịch sự rồi. Mà Diệp Huyên lại hơi buồn bực, các ngươi sao lại không hỏi tiếp thế? Ta còn để Thanh Nhi mang theo cả ta thể hiện chút. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó cười nói, các vị muốn xem thanh kiếm này không? Quân Đạo Lâm hơi ngẩn người, sau đó nói, có thể không? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên. Nói xong, hắn đưa kiếm Thanh Huyên cho Quân Đạo Lâm. Mẹ nó! Diệp Huyên ta muốn làm ra vẻ, ai cũng không ngăn được. Quân Đạo Lâm nhận lấy kiếm Thanh Huyên, ông ta đánh giá một lát xong, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, lúc này, An Bắc Thần và Nguyên Tôn kia cũng lại gần, A Đạo Linh cũng không nhịn được mà đi tới. Dần dần, sắc mặt của mấy vị đại lão vô cảnh đều trở nên nghiêm túc. Kiếm này quá đặc biệt. Thời không chi đạo ẩn chứa trong đó, có một số bọn họ cũng không thể lý giải. Dường như nghĩ đến cái gì, Nguyên Tôn ở một bên đột nhiên nói, Diệp Tôn, lúc trước cái chết của Xích Địa Xích Tôn. Diệp Huyên mỉm cười, lúc ta ở hạ giới, phân thân của ông ta đến làm phiền ta, lúc ấy ta vẫn chưa đạt đến vô cảnh, ông ta cậy lớn bắt nạt bé, vì thế, muội muội của ta đã ra tay. Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người đều có chút mất tự nhiên. Phía sau người này còn có một vị đại lão. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lại nói, có chút đáng tiếc. Nguyên Tôn theo bản năng hỏi, đáng tiếc gì? Diệp Huyên cười nói, vốn nghĩ đến có thể gặp muội ấy, đáng tiếc, vẫn chưa gặp được. Nguyên Tôn nhíu mày, nàng không phải xuất hiện rồi sao? Mọi người cũng có hơi nghi hoặc nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên lắc đầu, muội ấy không xuất hiện, chỉ là để kiếm đến. Sau đó chém chết phân thân của Xích Địa kia, mà nàng quá lo lắng cho ta, lại thông qua phân thân của Xích Địa, trực tiếp chém bản thể của ông ta. Ai, thực ra, Xích Địa này hoàn toàn có thể để lại cho ta tự mình đối phó. Ai, muội muội này của ta cái gì cũng tốt, chỉ là quá sợ ta gặp chuyện không may, thích giết chết tất cả những người đe dọa đến ta. Khuôn mặt mọi người cứng đờ. Chấn động. Không thể không nói, mọi người đã hoàn toàn kinh ngạc. Thông qua phân thân giết bản thể. Hơn nữa, người còn chưa tới. Ban đầu, bọn họ đều nghĩ Xích Địa kia là bị người ta giết ở trước mắt, nhưng mà, căn bản không phải. Thông qua phân thân chém chết bản thể. Phải có thực lực như thế nào mới có thể làm được? Phải biết rằng, Xích Địa kia là vô cảnh. Loại cường giả cấp bậc này, trong tình huống bình thường, cho dù không địch lại, muốn chạy trốn cũng là có thể, mà Xích Địa kia lại chết rồi. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là, Xích Địa ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cường giả trên vô cảnh. Nghĩ vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Lúc này, Nguyên Tôn nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta hơi do dự, sau đó nói, Diệp Tôn. Mạo muội hỏi một câu, lệnh muội là cảnh giới gì? Mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên mỉm cười, ta cũng không biết, nhưng, có một điểm có thể xác định, đó là, tuyệt đối vượt xa vô cảnh. Nguyên Tôn nhíu mày, vì sao? Diệp Huyên cười nói, bởi vì với thực lực hiện tại của ta, nhiều nhất là tiếp được ba kiếm của muội ấy. Sau ba kiếm, ta thất bại. Biểu cảm của mọi người lại cứng đờ. Giờ phút này, tiểu tháp có chút bốc hỏa, mẹ nó, tiểu chủ này ra vẻ lợi hại, thật không phải người. So với chủ nhân còn giỏi ra vẻ hơn. Ba kiếm. Người này rõ ràng một kiếp cũng không tiếp nổi đi. Còn tiếp ba kiếm, da mặt phải dày đến mức nào mới có thể nói ra lời này. Lúc này, Nguyên Tôn ở một bên trầm giọng nói, với năng lực của Diệp Tôn, chỉ có thể tiếp ba kiếm. Diệp Huyên gật đầu, chỉ có thể tiếp ba kiếm, nếu ta liều mạng, hẳn là có thể tiếp khoảng năm kiếm. Vẻ mặt Nguyên Tôn cứng đờ. Nơi đây đột nhiên rơi vào trầm lặng. Thực lực của Diệp Huyên, mọi người đều thấy rõ, với thực lực của hắn, liều mạng mới có thể tiếp năm kiếm, thực lực của đại lão thần bí này phải khủng bố tới mức độ nào. Không thể tưởng tượng nổi. Mọi người không hoài nghi lời nói của Diệp Huyên, tốt xấu gì Diệp Huyên cũng là cường giả vô cảnh, hẳn là sẽ không thèm nói dối gì đó. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, thực ra,
cường giả có thể đối kháng với muội muội ta, theo ta biết, còn có hai vị. Còn có hai vị. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyên, Nguyên Tôn trầm giọng nói, vẫn còn người đã vượt qua vô cảnh. Diệp Huyên gật đầu, Nguyên Tôn hơi do dự, sau đó hỏi, ai? Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, vô cùng tò mò. Diệp Huyên cười nói, cha tan mọi người. Cha ngươi. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng cổ quái. Nguyên Tôn hơi do dự, sau đó nói, Diệp Tôn, ý của ngươi là, cha của cậu mạnh giống như người tạo ra thanh kiếm này. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Nguyên Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên đột nhiên thúc giục huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực mạnh mẽ lập tức làm cho mọi người ở đây đều biến sắc. Diệp Huyên cười nói, đây là huyết mạch của cha ta. Mọi người. Tại đây lại một lần nữa rơi vào trầm lặng. Thế hệ thứ hai. Mẹ nó. Bọn họ xem như đã hiểu rồi. Người này là một thế hệ thứ hai đúng nghĩa, hơn nữa, còn không phải thế hệ thứ hai bình thường, là thế hệ thứ hai mạnh mẽ. Quan trọng nhất là, bản thân người này cũng là một vô cảnh. Lúc này, Nguyên Tôn lại nhìn không được hỏi, Diệp Tôn, không phải cậu nói có hai người có thể so sánh với người tạo ra kiếm sao? Còn một vị là ai? Diệp Huyên cười nói, đại ca kết bái của ta. Biểu cảm của mọi người lại cứng đờ. Khóe miệng Nguyên Tôn hơi giật, mẹ nó, miệng mình đúng là hèn mọn. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Mọi người tiếp tục đi, nhưng hiện tại, không khí trở nên hơi tế nhị. Kỳ thực, vẫn là chấn động. Bọn họ không cho rằng Diệp Huyên nói dối, bởi vì thời không chi đạo ẩn chứa trong thanh kiếm trong tay Diệp Huyên quả thật vượt ngoài tầm hiểu biết của bọn họ, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là thực lực của người tạo ra kiếm, khẳng định là ở trên vô cảnh. Còn có huyết mạch chi lực của Diệp Huyên vừa nhìn đã thấy không bình thường, mạnh một cách không bình thường. Không thể không nói, tâm tình của mọi người ở đây đều có chút phức tạp. Vốn là, tất cả mọi người cảm thấy bọn họ đã là những cường giả mạnh nhất trong thiên địa này, nhưng hiện tại bọn họ phát hiện, hóa ra, còn có người mạnh hơn bọn họ. Đúng là ứng với câu nói xưa, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Nhưng vào lúc này... Mọi người đột nhiên xoay người nhìn lại, cách đó không xa, một ông lão dẫn theo một người thanh niên đi nhanh tới. A Đạo Linh nhìn thấy người đến, hơi ngẩn người. Diệp Huyên hỏi, không quen biết. A Đạo Linh cười nói, biết, nhưng mà không thân lắm. Ông lão này cũng là một đại lão vô cảnh, tên Âm Tôn, người cũng như tên, nhân phẩm không tốt, cho nên, lần này ta không mời ông ta, không ngờ ông ta lại tự mình đến. Âm Tôn dẫn theo người thanh niên kia đi đến trước mặt mọi người, ông ta ôm quyền, cười nói, các vị, không mời tự đến, sẽ không phải không được chào đón đấy chứ. A Đạo Linh cười nói, sao có thể, thêm người, thêm một phần lực lượng. Âm Tôn nhìn về phía A Đạo Linh, cười nói, Linh Tôn, cô mời nhiều người như vậy, lại duy nhất không mời ta, cô có phải khinh thường ta không? A Đạo Linh cười ha ha, Âm Tôn, người xuất quỷ nhập thần. Ta muốn tìm ngươi cũng không tìm được. Âm Tôn mỉm cười, hóa ra là như vậy. Ta còn tưởng rằng Linh Tôn khinh thường ta đây. Đám người Nguyên Tôn ở một bên nghe thấy lời Âm Tôn nói, đều nhíu mày lại. Ông lão này bị thiểu năng à? Lúc này, còn dám nhằm vào A Đạo Linh, không thấy bây giờ Đạo Linh cung của người ta có ba cường giả vô cảnh sao? Lúc này, Nguyên Tôn đột nhiên nói, Âm Tôn, có phải thời gian này ngươi đang bế quan không? Âm Tôn cười nói, đúng vậy, lúc trước có chút giác ngộ, bởi vậy, trong khoảng thời gian này vẫn luôn bế quan. Sao thế, hiện giờ dị thế giới đã phát sinh chuyện lớn gì sao? Nguyên Tôn nhìn Âm Tôn với ánh mắt cổ quái. Lúc này, An Bắc Thần ở một bên đột nhiên nhìn thoáng qua người thanh niên bên cạnh Âm Tôn, đây là đồ đệ của ngươi. Mọi người cũng nhìn về phía người thanh niên kia, hắn ta không phải vô cảnh. Âm Tôn cười nói, đây là đồ đệ của ta Tiêu Ngôn, mong các vị chiếu cố nhiều hơn. Nghe vậy, mọi người đều nhíu mày. Nguyên Tôn trầm giọng nói, Âm Tôn, ngươi hẳn là biết sự nguy hiểm của nơi này, ngươi mang theo hắn ta, không sợ hắn ta gặp phải chuyện ngoài ý muốn sao? Âm Tôn cười nói, sợ cái gì? Ngươi trẻ tuổi, nên ra ngoài sông pha, trải sự đời, không phải sao?
mọi người không nói gì. Lúc này, Âm Tôn đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, người khác còn không sợ, đồ đệ của ta sao lại sợ? Tất cả mọi người thấy ánh mắt của Âm Tôn, lập tức, sắc mặt mọi người đều trở nên cổ quái. Mẹ nó! Đồ đệ của ngươi có thể so với Diệp thiếu sao? Người ta đều đã giết hai vô cảnh rồi. Hơn nữa, phía sau còn có ba đại lão siêu cấp. Nguyên Tôn nhìn thoáng qua Âm Tôn, ông ta theo bản năng di chuyển dịch sang bên, trực giác nói cho ông ta, người này sẽ xảy ra chuyện, vẫn là cách xa một chút tốt hơn. Không nhập bọn cùng kẻ ngốc, mới là đạo lý sinh tồn. Lúc này, A Đạo Linh nhìn thoáng qua Âm Tôn, sau đó nói, đi thôi. Làm chuyện chính trước. Mọi người gật đầu. Hiện tại không phải lúc gây mâu thuẫn. Mọi người tiếp tục đi. Trên đường, Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện, nơi này quả thật có chút quỷ dị, đặc biệt càng đi về trước, càng làm cho người ta bất an. Phải biết rằng, với thực lực hiện tại của hắn, thứ còn có thể làm cho hắn bất an, nhất định sẽ không đơn giản. Lúc này, A Đạo Linh đột nhiên nói, mọi chuyện đều cẩn thận một chút, nếu cảm thấy có gì không đúng, lập tức chạy. Hiểu không? Diệp Huyên gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không cậy mạnh. Chỉ chốc lát, mọi người tới đến một vách núi, khi Diệp Huyên bên vách núi nhìn xuống, hắn đã rất kinh ngạc. Các phần mộ chi chít. Toàn bộ từ dưới vách núi đến xa xa cuối tầm mắt, đều là những phần mộ, không nhìn thấy tận cùng. Diệp Huyên trầm giọng nói, Linh tỷ, này. A Đạo Linh cười nói, rất khiếp sợ đúng không? Diệp Huyên gật đầu. A Đạo Linh nhẹ giọng nói, lần đầu tiên tới đây, ta cũng giống ngươi, cũng là tràn ngập khiếp sợ. Nói xong, bà ấy nhìn xuống những phần mộ bên dưới, nơi này đã từng chết rất nhiều cường giả, nhưng không biết chết vì cái gì, không có bất cứ ghi chép nào. Diệp Huyên trầm giọng nói, thế giới này có quá nhiều điều không biết. A Đạo Linh cười nói, đúng vậy. Nói xong, bà ấy nhảy xuống. Mọi người cũng lần lượt đi theo. Sau khi chạm đất, Diệp Huyên nhìn một tấm bia đá cũ nát, trên tấm bia đá có bốn chữ to, Thiên Mộ Chi Địa. Mọi người tiếp tục đi. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Linh tỷ, những ngôi mộ này các tỷ đã từng đào qua chưa? A Đạo Linh cười nói, đương nhiên. Diệp Huyên có chút tò mò, bên trong là thi thể. Vẻ mặt A Đạo Linh trở nên hơi nghiêm túc, không phải thi thể. Diệp Huyên nhíu mày, lúc này, A Đạo Linh lại nói, là người còn sống. Diệp Huyên sửng sốt. A Đạo Linh nhẹ giọng nói, nằm ở bên trong đều là người sống, có hơi thở, nhưng là bọn họ như bị trúng thật pháp nào đó, không thể tỉnh lại, cho dù với thực lực của chúng ta cũng không cách nào làm bọn họ tỉnh lại. Diệp Huyên trầm giọng nói, quỷ dị như vậy. A Đạo Linh gật đầu, nơi này, rất quỷ dị. Nói xong, bà ấy dừng một chút, lại nói, từng có cường giả vô cảnh ngã xuống ở đây, không rõ nguyên nhân cái chết. Diệp Huyên đang muốn nói, lúc này, hắn phát hiện vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm túc. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, ở cách đó không xa, nơi đó có một phần mộ này không giống với những cái khác, đầu tiên là kích thước không giống. Phần mộ này to gấp đôi những phần mộ khác, ngoài ra, phần mộ này màu đỏ máu, giống như là được xây từ máu tươi. A Đạo Linh trầm giọng nói, huyết phần, gặp phải loại này, nhất định phải cẩn thận, không được tới gần, bởi vì bên trong sẽ có khí tử linh có thể giết cường giả vô cảnh. Diệp Huyên liếc nhìn huyết phần kia, quả thật, huyết phần này làm cho hắn có cảm giác hơi bất an. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên hỏi, vậy vô lượng thần tinh thì sao? A Đạo Linh đột nhiên dừng bước, bà ấy nhìn về phía xa, Diệp Huyên nhìn theo ánh mắt bà, ở cách đó không xa, hắn nhìn thấy một vòng xoáy màu đen. A Đạo Linh trầm giọng nói, vô lượng thần tinh có được từ trong loại vòng xoáy màu đen này, mà loại vòng xoáy màu đen này có không ít ở thiên mộ chi địa, tại đây phiến thiên mộ nơi không hề ít, nhưng cách đây không lâu, vòng xoáy màu đen ở nơi này càng ngày càng ít, không chỉ như thế, trong một vài vòng xoáy đen cũng không có vô lượng thần tinh. Nói xong, bà ấy nhìn về phía Diệp Huyên, lần này đến, chúng ta chính là muốn tiếp tục đi sâu vào những nơi lúc trước chúng ta cảm thấy rất nguy hiểm, nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, phía trước. A Đạo Linh gật đầu. Mọi người tiếp tục đi, mà lúc này, sắc mặt mọi người đã trở nên vô cùng nghiêm túc.
Bọn họ đều là vô cảnh, nhưng là, vô cảnh không có nghĩa là vô địch. Đi không bao lâu, mọi người lại dừng lại, ở trước mặt mọi người có một dòng sông, nước sông màu đen sẫm, bên kia dòng sông là một mảnh rừng rậm màu đen. A Đạo Linh nhẹ giọng nói, lúc trước, chúng ta chưa từng đi qua dòng sông này. Diệp Huyên hỏi, vì sao? A Đạo Linh đang muốn nói, lúc này, Âm Tôn ở một bên đột nhiên cười nói, Linh Tôn, ta cảm thấy, người ngươi dẫn theo này quá nhiều lời rồi. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Âm Tôn. Nguyên Tôn theo bản năng lại lùi sang bên cạnh, mẹ nó, kẻ ngốc này làm thế nào lên đến vô cảnh. Cho dù ngươi không cảm nhận được cảnh giới của Diệp Huyên, ít nhất cũng nên nhìn ra chút manh mối từ thái độ của A Đạo Linh đối với Diệp Huyên mới phải. Ông lão này tu luyện đều không luyện não hay sao? A Đạo Linh nhìn về phía Âm Tôn, ngươi có vấn đề gì không? Âm Tôn cười nói, Linh Tôn, ta cảm thấy người ngươi dẫn đến rất không có quy củ, trên đường đi chỉ hắn hỏi nhiều nhất, hỏi không ngừng, người trẻ tuổi, thực lực không đủ, thì thành thật mà nhìn, mà học, ở đây nhiều tiền bối như vậy, khi nào đến lượt một hậu bối như ngươi nói chuyện. Nói xong, hắn nhìn về phía đám Nguyên Tôn, các vị cảm thấy ta nói đúng không? Nguyên Tôn vội vàng lắc đầu, Âm Tôn, ngươi đừng kéo theo ta và ngươi không thân, cảm ơn. Nói xong, ông ta lại đi dịch sang bên cạnh. Mẹ nó! Tên ngốc này còn muốn kéo theo ông ta ngốc cùng, thật là đáng sợ. Một bên đám người quân đạo lâm cũng di chuyển sang bên, loại người không đầu óc, lại thích tìm cảm giác tồn tại này, vẫn là tránh xa một chút thì tốt hơn. Âm Tôn nhìn thái độ của đám Nguyên Tôn, cau mày lại. Giờ phút này, ông ta cảm giác có chút không bình thường. Diệp Huyên nhìn về phía Âm Tôn, cười nói, Âm Tôn, ta hỏi linh tỷ của ta, cũng không có hỏi ngươi đi. Âm Tôn nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi không cảm thấy ngươi hơi lắm lời sao? Dọc đường đi cứ líu díu không ngừng. Diệp Huyên trừng mắt, liên quan quái gì đến ngươi? Nghe vậy, Âm Tôn híp mắt lại, Linh Tôn, hậu bối này của ngươi không có giáo dưỡng như vậy sao? Nếu ngươi không quản, ta không ngại thay ngươi dạy dỗ một chút. Mọi người. Lúc này, người đàn ông tên Tiêu Ngôn bên cạnh Âm Tôn đột nhiên cười nói, Sư Tôn, hắn sao xứng để người ra tay? Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, vị huynh đài này, không bằng chúng ta giao đấu một chút. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi là bán bộ vô cảnh, còn ta mới vô đạo cảnh, như này không công bằng. Trừ phi, ngươi tự hạ xuống vô đạo cảnh. Nghe vậy, đám người Nguyên Tôn nhìn về phía Diệp Huyên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Mẹ nó, đây là lời một con người nói sao? Chấm 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 chấm. Bản thân ngươi là vô cảnh, mà còn muốn người khác tự hạ cảnh giới. Không đáng làm người gì cả. Lúc này, Tiêu Ngôn kia bỗng cười nói, không sao cả. Vừa nói xong, hắn ta lập tức bắt đầu hạ xuống vô đạo cảnh, sau đó, hắn ta nhìn Diệp Huyên, đến đi. Diệp Huyên gật đầu, đang định nói thì lúc này, Tiêu Ngôn bỗng biến mất, một quyền đánh thẳng vào mặt Diệp Huyên. Tiên hạ thủ vi cường. Trải qua biết bao lần sinh tử khiến hắn ta hiểu rõ, khi chiến đấu với đối thủ, tuyệt đối đừng nói rông dài. Một câu thừa thãi, có thể sẽ khiến bản thân đánh mất cả tính mạng. Mà hắn ta lại canh đúng lúc Diệp Huyên định nói chuyện, hắn ta biết, người đàn ông trước mặt này chắc chắn sẽ không biết mình sẽ ra tay trực tiếp thế này. Một quyền này, Tiêu Ngôn dùng hết toàn lực. Mục đích của hắn ta rất đơn giản, một chiêu giết chết, không cho Diệp Huyên bất kỳ cơ hội sống sót nào. Ngay khi nắm đấm hắn ta vừa đến trước mặt Diệp Huyên, vẻ mặt Diệp Huyên lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, cũng không có ý định ra tay. Thấy vậy, trong lòng Tiêu Ngôn thoáng chốc lo sợ, trực giác nói cho hắn ta biết tình hình có chút kỳ lạ, nhưng lúc này, hắn ta đã không còn đường lui. Giết! Ánh mắt Tiêu Ngôn chợt trở nên hung tàn, huyền khí trong thân thể sôi sục điên cuồng, dốc hết toàn lực. Ngay khi nắm đấm sắp chạm đến giữa trán Diệp Huyên, thân thể hắn ta đột nhiên dừng lại. Tiêu Ngôn có chút sửng sốt, chuyện gì vậy? Sao bản thân lại dừng lại? Sau đó, con người hắn ta co lại, hai tay bóp chặt cổ mình, một luồng máu tươi bắn tung tóe từ giữa các ngón tay hắn ta. Diệt gọn. Làm càn. Ngay lúc này, Âm Tôn ở bên cạnh đột nhiên giống giận, ông ta lập tức biến mất. Ở phía xa, Diệp Huyên khẽ nheo mắt,
nâng tay chém một kiếm xuống. Ầm. Âm tôn kia lập tức bị một kiếm của Diệp Huyên chém bay lùi đến mấy nghìn trượng. Sau khi âm tôn dừng lại, vẻ mặt đầy khó tin nhìn Diệp Huyên, ngươi, vô cảnh. Diệp Huyên liếc nhìn âm tôn, rất bất ngờ sao. Vẻ mặt âm tôn có chút khó coi, ngươi lại là vô cảnh. Diệp Huyên bỗng mở tay phải, kiếm thanh huyên lập tức bay ra. Ở phía xa, âm tôn kia nheo mắt, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây thiết trụ. Sau đó, ông ta đập mạnh về phía trước. Ầm. Kiếm quang vỡ vụn, nhưng âm tôn lại bay lùi ra xa cả nghìn trượng. Không những vậy, thiết trượng trong tay ông ta lập tức bị một kiếm của Diệp Huyên chém thành hai đoạn. Thấy vậy, sắc mặt âm tôn thoáng chốc trở nên khó coi. Kiếm tu vô cảnh. Dị thế giới này từ khi nào lại xuất hiện một kiếm tu vô cảnh như vậy chứ? Ngay lúc này, Diệp Huyên ở phía xa bỗng chốc biến mất. Bù. Một luồng kiếm quang xuyên qua trong sân. Âm tôn nheo hai mắt, ông ta lao về phía trước, đánh mạnh một quyền, trên nắm đấm đột nhiên xuất hiện ảnh thú. Ầm. Một quyền này lại mạnh mẽ ngăn lại kiếm của Diệp Huyên, không chỉ vậy, còn trực tiếp đánh vỡ kiếm quang của Diệp Huyên. Ở phía xa, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên quay về trong tay hắn, hắn nhìn âm tôn kia, âm tôn thấp giọng nói, người đã là vô cảnh. Thì tại sao còn muốn giết đệ đệ ta? Ngươi không phải là đang ỷ mạnh hiếp yếu sao? Ỷ mạnh hiếp yếu? Diệp Huyên cười nói, lão già, hình như là ngươi và đồ đệ ngươi gây chuyện với ta trước đúng chứ? Âm tôn giống giận, sao lão phu biết được ngươi là vô cảnh? Diệp Huyên cười nó, hiểu rồi. Ta là vô cảnh thì không dám ức hiếp ta không phải thì đáng bị ức hiếp, đúng chứ? Âm tôn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi rõ ràng là vô cảnh. Lại còn muốn giả vờ thành vô đạo cảnh. Tâm đúng là tà ác. Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói, lão già, rõ ràng là ngươi vô duyên vô cớ nhắm vào ta trước, bây giờ lại biến thành ta rồi sao? Âm tôn tức giận, nếu ngươi để lộ rõ thân phận, thì lão phu sẽ nhằm vào ngươi sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, mẹ nó ngươi đúng là nhân tài đấy. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên biến mất. Bù. Một luồng kiếm quang đỏ máu từ trong sân phóng qua. Ở phía xa, ánh mắt âm tôn chợt hung tợn, ngươi cho rằng lão phu sợ ngươi hay sao? Nói xong, ông ta đột nhiên đạp mạnh chân phải, thân thể nghiêng về phía trước, giống gào, cút. Ầm. Bóng ảnh thú hư áo đột nhiên xuất hiện sau lưng âm tôn, sau đó, thú ảnh kia bỗng gào lớn. Ầm. Thời không xung quanh rung chuyển một lúc, tựa như sóng nước dập dờn. Nhưng không hề bị vỡ. Ầm ầm. Một kiếm của Diệp Huyên lại bị chặn lại, nhưng sau đó, vô số kiếm quang lập tức bao phủ lấy âm tôn. Vù vù vù. Từng âm thanh xé rách vang lên trong sân, ngay sau đó, trong tầm mắt của mọi người, âm tôn trực tiếp bị đẩy lùi ra mấy nghìn trượng, ông ta vừa dừng lại thì máu tươi bắn tung tóe từ trên người ông ta. Lúc này, khắp người âm tôn đều lấp đầy vết thương từ kiếm. Mà Diệp Huyên, thì không bị tổn hại gì. Thấy vậy, vẻ mặt nhóm người nguyên tôn ở bên cạnh lại trở nên nặng nề. Sức chiến đấu của Diệp Huyên, thật sự rất mạnh. Ở phía xa, âm tôn chùi vết máu khóe miệng, ông ta nhìn Diệp Huyên, người thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Diệp Huyên cười nói, hình như là người kiếm chuyện với ta trước nhỉ. Âm tôn giống giận, lão phu chẳng qua chỉ nói người hai câu, người đã muốn giết lão phu. Ngươi có còn là người không? Diệp Huyên. Mọi người. Âm tôn lại nói ngươi vài câu, nếu mạo phạm đến ngươi, lão phu xin lỗi ngươi không được sao? Nói rồi, ông ta ôm quyền, Diệp tôn, lời vừa nãy có chút phiền phức, mong người đại nhân đại lượng, đừng tính toán. Vẻ mặt mọi người đều trở nên kỳ quái. Tên này đúng là có được giãn được đấy. Diệp Huyên cũng có phần cạn lời. Hắn không ngờ tên này lại thẳng thừng xin lỗi vậy. Lúc này, nhóm người nguyên tôn nhìn Diệp Huyên cười nói, không tính toán. Vốn chỉ là chuyện hiểu lầm, sao ta lại tính toán làm gì chứ? Âm tôn, vừa nãy ta ra tay có hơi nặng, ngươi đừng để trong lòng. Âm tôn nhìn Diệp Huyên, không đâu. Diệp Huyên cười nói, hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Dù sao... Vô lượng thần tinh mới là mục đích của chúng ta chuyến này, âm tôn, ngươi phải lấy đại cục làm trọng,
đừng làm mấy chuyện như đánh lén sau lưng đấy. Quân Đạo Lâm ở bên cạnh khẽ gật đầu, lấy đại cục làm trọng. Các cao thủ vô cảnh còn lại cũng đều gật đầu. Thật ra, bọn họ cũng sợ Diệp Huyên giết chết Âm Tôn, nếu như vậy thì bọn họ sẽ đề phòng Diệp Huyên. Dù sao, cũng như Âm Tôn nói, tuy Âm Tôn có mạo phạm Diệp Huyên, nhưng cũng không đến mức giết người chứ. Đương nhiên, Âm Tôn này đúng là đầu óc cũng không tốt, tu luyện nhiều năm như vậy cũng không biết tu luyện đầu óc gì cả. Lúc này, Âm Tôn thấp giọng nói, Diệp Tôn nói lời nào. Âm Tôn tôi tuy tính khí hơi nóng nảy, nhưng, vẫn biết rõ đạo lý. Diệp Huyên cười nói, vậy chúng ta tiếp tục đi thôi. Mọi người lại tiếp tục đi. A Đạo Linh ở bên cạnh Diệp Huyên nói, ta có chút bất ngờ. Diệp Huyên khẽ cười, bất ngờ ta không giết ông ta. A Đạo Linh gật đầu. Diệp Huyên nhìn Âm Tôn phía xa, nếu có thể giết, chắc chắn hắn sẽ giết, hắn sẽ không để lại hậu họa cho bản thân. Nhưng vấn đề là, hắn đã đánh mất thời cơ tốt nhất để giết đối phương rồi. Trong lúc không kích hoạt huyết mạch, hắn vẫn khó mà giết được một cao thủ vô cảnh. Hơn nữa, vừa này Âm Tôn này đã chuẩn bị chuồn đi rồi. Một khi đối phương trốn thoát, hắn cũng không làm được gì đối phương cả, dù sao, đối phương cũng là một tán tu vô cảnh, lại nói, Âm Tôn này đã nói xin lỗi, nếu hắn còn muốn giết ông ta, khó tránh sẽ khiến nhóm cao thủ vô cảnh Quân Đạo Lâm e dè hắn. Có thêm vài người bạn, chắc chắn tốt hơn có thể vài kẻ địch rồi. A Đạo Linh đột nhiên nói, lúc qua sông cẩn thận chút. Diệp Huyên thôi nghĩ, hắn nhìn con sông đen tuyền trước mặt, dưới đáy sông này có gì sao? A Đạo Linh gật đầu, có sinh vật không rõ, cụ thể là gì thì ta không biết. Diệp Huyên nói, sông này rộng chưa đến trăm trượng, với thực lực của mọi người, chớp mắt đã có thể qua sông. Nói đến đây, hắn thấp giọng, bầu trời trên sông này có vấn đề. A Đạo Linh gật đầu, thời không trên hắc hà này rất kỳ lạ, là một đoạn thời không gãy khúc, giống như mê cung vậy, đây cũng là nguyên do trước đây chúng ta chưa từng qua được sông, thời không đó thực sự quá kỳ lạ. Sau khi mọi người đi vào trong đó, cũng không nắm chắc có thể ra ngoài, hoặc là quay ngược lại. Thời không. Diệp Huyên chợt ngây người, hắn không sợ nhất là gì? Chính là các loại thời không. A Đạo Linh nhìn Diệp Huyên, ta biết kiếm của ngươi khá đặc biệt, ngươi có thể dẫn đầu không? Dẫn đầu. Trong sân, mọi người đều nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, không vấn đề. Nói rồi. Hắn bước lên trước một bước, vừa bước ra, thời không vừa đặt chân xuống lập tức dập dềnh, sau đó, trước mặt hắn lập tức biến thành một vùng tinh vực chưa biết. Lúc này, nhóm người A Đạo Linh cũng xuất hiện sau lưng hắn, Diệp Huyên nhìn trước mặt, ở trước mặt hắn có vô số đường hầm thời không, chẳng những vậy, những đường hầm thời gian này còn trông như gương vậy, phản xạ lại rất nhiều người. Có chút kỳ lạ. Diệp Huyên nhíu chặt mày, hắn nhìn xung quanh, cuối cùng. Hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên khẽ rung lên, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc sau, hắn nhìn về phía xa, đi theo ta. Nói rồi, hắn đi về phía một con đường thời không trong đó. Nhưng, vừa mới đi qua, vùng thời không kia lập tức gãy khúc. Vẻ mặt mọi người thay đổi. Diệp Huyên bỗng nói, chấn. Vừa dứt lời, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn khẽ rung lên, tiếp đó. Vùng thời không gãy khúc kia lập tức khôi phục lại bình thường. Thấy vậy, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mọi người tiếp tục đi, ngay lúc ấy, Diệp Huyên bỗng dừng lại, trước mặt hắn không xa đột nhiên xuất hiện 6 người đàn ông tay cầm thanh mâu cổ, những người đàn ông này thân trên cởi trần, trên người còn có đủ các bùa chú đỏ máu. 6 người còn sống. Sau lưng 6 người này lại có một đàn tế, trên đàn tế là một cô gái đang nằm, cô gái mặc chiếc váy đen như mực. Trên mặt được phủ bởi một miếng vải đỏ. Thấy vậy, vẻ mặt nhóm người Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng hơn. Lúc này, kiếm Thanh Huyên khẽ dao động, đồng thời, âm thanh của tiểu hồn cũng vang lên trong đầu Diệp Huyên, tiểu chủ, rút mau. Rút mau. Âm thanh đầy vẻ hoảng sợ. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, lập tức nói, rút. Vừa nói xong, hắn đã định rút lui, mà lúc này, 6 người đàn ông tay cầm mâu cổ đột nhiên biến mất. Ánh mắt Diệp Huyên thay đổi, hắn vừa suy nghĩ, kiếm Thanh Huyên lập tức biến hóa thành một mặt kiếm chắn trước mặt hắn. Thanh mâu cổ đâm đến. Lá chắn kiếm dao động,
Diệp Huyên lập tức phun máu từ miệng, mà lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, vừa quay đầu thì thấy bên phải mình là Nguyên Tôn đã bị bay đầu, không chỉ Nguyên Tôn, mà Quân Đạo Lâm và An Bắc Thần và cả nhóm người A Đạo Linh cũng thoáng chốc đã bay đầu. Ngoại trừ hắn, tất cả mọi người trong sân đều đã bị diệt gọn. Toàn bộ bị diệt rồi. Lúc này sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên tái nhợt. Ngay cả sức đánh trả cũng chẳng có. Lúc này, sáu người đàn ông tay cầm mâu cổ kia quay người nhìn Diệp Huyên, một người trong đó đang định ra tay thì lúc này, một âm thanh từ trên đàn tế vang lên, đợi đã. Nghe vậy, người đàn ông kia lập tức dừng lại, sáu người chậm rãi nhìn cô gái trên đàn tế, sáu người đồng loạt quỳ xuống, dập đầu xuống đất. Nhìn cô gái đang đi xuống, gương mặt có một tấm vải đỏ che phủ, không nhìn rõ vẻ ngoài. Cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ánh mắt Diệp Huyên thay đổi, hắn suy nghĩ, kiếm Thanh Huyên lập tức biến thành kiếm chắn chặn lại trước mặt. Lúc này, cô gái điểm ngón tay, chạm vào trên kiếm chắn. Sau đó, kiếm chắn lập tức vỡ vụn, biến thành mảnh vụn bay khắp trời. Đầu óc Diệp Huyên trống rỗng, kiếm Thanh Huyên vỡ rồi. Kiếm Thanh Huyên vỡ rồi. Lúc này, Diệp Huyên hoàn toàn sững sờ. Kiếm Thanh Huyên chính là do Thanh Nhi tạo ra. Từ đầu tới giờ, kiếm Thanh Huyên gần như là vô địch, mà hiện tại, kiếm Thanh Huyên này lại bị người phụ nữ này nhẹ nhàng điểm một cái đã vỡ rồi. Mẹ nó! Bản thân gây ra chuyện lớn rồi. Làm sao đây? Lúc này, Diệp Huyên thật sự có phần mất bình tĩnh. Hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện ra, ở trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là phù du. Lúc này, cô gái váy đen đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyên, rất gần, nhưng, Diệp Huyên vẫn không nhìn thấy được gương mặt nàng ta. Diệp Huyên thấp giọng nói trong lòng, Tiểu Tháp, ngươi không nói gì sao? Tiểu Tháp im lặng một lúc rồi nói, Tiểu Chủ, bây giờ ta rất sợ. Ngươi có thể an ủi ta vài câu không? Diệp Huyên. Lúc này, cô gái váy đen bỗng nói, ngươi rất thú vị. Diệp Huyên nhìn cô gái váy đen. Hắn do dự rồi nói, có ý gì? Cô gái váy đen nói, vừa nãy khi bọn họ muốn giết ngươi, trong lòng ta lại có chút bất an, mà vừa này khi ta có ý niệm giết ngươi, thì những bất an kia lại trở nên mãnh liệt hơn nữa. Nói rồi, nàng ta chậm rãi đặt tay phải lên vai Diệp Huyên, ta giết ngươi rồi, ta sẽ chết sao? Trả lời ta. Diệp Huyên im lặng. Mẹ kiếp, đây là loại câu hỏi chí mạng nhất đấy. Sẽ sao? Nếu nói như vậy, có khả năng cô gái này sẽ lập tức đánh một chưởng đánh chết mình, phải biết là, cao thủ tuyệt thế như vậy, đều rất tự kiêu và tự tin, có nhiều lúc, sẽ thích làm ngược lại. Không. Nói như vậy, có thể sẽ chết càng nhanh hơn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, người muốn giết ta sao? Cô gái gật đầu, các ngươi không mời mà đến, đã làm phiền đến ta. Diệp Huyên thấp giọng nói, bây giờ ta xin lỗi, còn kịp không? Cô gái lắc đầu. Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, sau đó, những mảnh vỡ kiếm Thanh Huyên phía xa đột nhiên bay về trong tay hắn, sau đó, kiếm Thanh Huyên lại ngưng tụ lại lần nữa. Thấy vậy, bản thân Diệp Huyên cũng ngây người. Không ngờ thật sự là được. Vốn dĩ hắn chỉ muốn thử xem sao, nhưng hắn không ngờ, kiếm Thanh Huyên đã vỡ lại có thể ngưng tụ lại được như vậy. Diệp Huyên đưa kiếm Thanh Huyên đến trước mặt cô gái váy đen, thông qua kiếm này, có thể cảm nhận được chủ nhân tạo ra kiếm này, vấn đề vừa nãy ngươi hỏi, ngươi có thể hỏi nàng ấy sẽ cho ngươi đáp án. Cô gái váy đen chừa tay phải từ trên vai Diệp Huyên xuống, sau đó nàng ta nhận lấy kiếm Thanh Huyên, nàng ta khẽ cúi đầu nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, một lúc sau, nàng ta khẽ cười, đúng là có chút bất ngờ, bên ngoài lại còn có người có thể dung hợp thời gian và thời không hoàn hảo đến vậy. Hơn nữa, còn làm được đến mức độ này, chẳng trách ngươi có thể dựa vào thanh kiếm này đi vào đại trận thời không do ta bày bố. Thú vị! Diệp Huyên không nói gì. Cô gái váy đen liếc nhìn Diệp Huyên, nể mặt người tạo ra kiếm này, sẽ không giết ngươi, nhưng ta muốn ngươi giúp một chuyện. Diệp Huyên không biết nói gì. Mẹ nó, cô gái này lại không cảm nhận Thanh Nhi. Như vậy không đúng bài lắm, làm sao đây? Cô gái váy đen đột nhiên dùng tay phải kép tay Diệp Huyên, sau đó cứ vậy kéo hắn đi đến đàn tế kia. Diệp Huyên thấp giọng nói trong lòng, Tiểu Tháp, có thể cảm ứng với cha ta không?
Tiểu Tháp im lặng một lúc rồi nói, tiểu chủ, người đừng nói với ta nữa. Nàng ta có thể nghe thấy lời người nói với ta. Diệp Huyên nhìn cô gái váy đen nói, nó nói không sai. Diệp Huyên thấp giọng thở dài trong lòng, tiểu tháp, lần này ta vô địch có qua được 3 ngày không? Tiểu tháp nói, qua 3 ngày rồi, đủ rồi. Diệp Huyên. Lúc này, cô gái váy đen đã kéo Diệp Huyên đi đến trên đàn tế, Diệp Huyên liếc nhìn cô gái váy đen, hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn biết, hắn căn bản trốn không được. Thực lực cô gái này quá kinh khủng. Không chỉ nàng ta, mà cả 6 người đàn ông đứng bên dưới kia cũng rất kinh sợ, chắc chắn đã vượt qua vô cảnh. Rốt cuộc đám người này là ai? Diệp Huyên nghi hoặc trong lòng. Lúc này, cô gái váy đen quay đầu nhìn Diệp Huyên, giúp chút chuyện nhỏ đi. Diệp Huyên đen mặt, không phải ngươi muốn hiến tế ta chứ? Cô gái váy đen khẽ cười, cũng gần vậy. Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên chỉ cảm thấy bàn tay có cảm giác đau đớn, sau đó, giữa bàn tay đột nhiên tuôn ra máu, dòng máu tươi đó đổ thẳng vào trong đàn tế. Thoáng chốc, cả đàn tế đều rung chuyển. Cô gái váy đen đột nhiên khẽ nói, không ngờ, máu tươi của ngươi lại có thể kích hoạt được, thiếu niên, ta bỗng có hứng thú với lai lịch của ngươi rồi đấy. Diệp Huyên liếc nhìn cô gái váy đen, không nói gì. Lúc này, cô gái váy đen buông tay Diệp Huyên, bàn tay nàng ta khẽ đè xuống đàn tế. Đàn tế đột nhiên rung chuyển, dần dần, bên dưới cả đàn tế rung chuyển như gặp động đất vậy. Diệp Huyên nheo mắt, có thứ muốn ra rồi. Lúc này, đàn tế đột nhiên nứt ra, tiếp đó, một con quái vật khổng lồ đã lao ra ngoài. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên trời xuất hiện một con vượn khổng lồ, con vượn lớn này to chừng một ngọn núi nhỏ, tứ chi như khối trụ, cả người được che kín bởi lớp vảy vàng đen sắc nhọn. Mà Diệp Huyên lại phát hiện, con vượn lớn này không có mắt. Mắt cửa nó giống như 2 lỗ hổng đầy máu vậy. Trong không trung, vượn lớn đột nhiên ngẩng đầu gào thét, hai tay không ngừng vỗ ngực, sức mạnh kinh người lập tức khiến cả đất trời đều rung chuyển. Trong tiếng thét gào còn mang theo sự tàn bạo vô hạn. Diệp Huyên nhìn vượn lớn, không cần nghi ngờ, lúc trước nó đã bị người đánh. Không chỉ bị đánh mà còn bị phong ấn lại. Lúc này, con vượn lớn kia như nghĩ đến gì đó, đột nhiên nó cúi đầu nhìn cô gái váy đen bên dưới, sau đó khẽ quỳ xuống một gối. Cô gái váy đen khẽ cười, vượn ngốc, chớ có tức giận, cũng đừng bi thương, thứ bọn họ nợ chúng ta, cuối cùng chúng ta sẽ đòi lại gấp 100 lần. Vừa nói xong, nàng ta quay người vung tay phải, chớp mắt, đại trận thời không xung quanh đã biến mất. Cô gái váy đen từ trên nhìn xuống mộ địa vô tận bên dưới, nàng ta chậm rãi nhắm 2 mắt, một lúc sau, nàng ta khẽ nói, đến lúc rồi. Thức tỉnh thôi. Dứt lời. Vô số bia mộ bên dưới đột nhiên chuyển động, dần dần, hàng loạt người từ trong mộ đều bỏ ra. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng hơn. Rất nhanh sau đó, càng lúc càng có nhiều người bò lên từ trong mộ, cuối cùng, những người này đều quỳ bên dưới cô gái váy đen, bọn họ cứ quỳ như vậy. Diệp Huyên nhìn bên dưới, ở đó có ít nhất là mấy chục vạn người, những người này, hơi thở đều rất mạnh, nhất là nhất người bò ra từ trong phần mộ máu. Thực lực bọn họ thấp nhất cũng là cấp bậc vô cảnh, mà số lượng những người như vậy ít nhất cũng trên cả vạn. Trên cả vạn. Đây là khái niệm thế nào? Diệp Huyên kinh ngạc trong lòng, đây rốt cuộc là thế lực gì? Mà vì sao lại bị phong ấn ở đây? Lúc này, cô gái váy đen bỗng cười nói, chiến tiếp. Chiến tiếp, chiến tiếp, chiến tiếp. Ở bên dưới, hàng loạt cao thủ bỗng chốc đều giống gào, tiếng như sấm vang dội khắp chư thiên vạn giới. Cô gái váy đen đột nhiên mở lòng bàn tay, một cây thương bằng xương trắng xuất hiện trong tay nàng ta, sau đó, nàng ta khẽ hé môi, phá. Cây thương xương đột nhiên biến thành một luồng sáng trắng phóng lên trời. Trong tầm mắt của mọi người, chân trời phía xa lập tức nứt ra, tiếp đó, một vùng sáng trắng lập tức chút xuống. Diệp Huyên nhìn xung quanh, lúc này, những người xung quanh đều sôi sục khí huyết. Hắn muốn chuồn đi. Mà ngay khi hắn muốn bỏ trốn thì cô gái váy đen bỗng nhìn sang Diệp Huyên, Diệp Huyên. Cô gái váy đen chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Huyên, cười nói, ngươi không thể đi. Diệp Huyên thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì?
Cô gái váy đen nhìn xung quanh, cười nói, ta nghĩ, nhất định ngươi rất hiếu kỳ về thế giới này, đúng không? Diệp Huyên nhìn cô gái váy đen, không nói gì. Cô gái váy đen khẽ nói, thế giới này, thật ra được gọi là vùng đất lưu đày, chúng ta, chính là những người bị lưu đày. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết, ngày tháng vô địch của hắn, một đi không trở lại rồi. Cô gái váy đen đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta đột nhiên kéo tay Diệp Huyên, cười nói, ngươi là món quà tốt nhất ông trời ban cho ta, từ nay trở đi, ngươi cứ ở bên cạnh ta, đừng đi đâu cả. Âm thanh nhẹ nhàng như tình nhân thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng Diệp Huyên lại sởn gai ốc cả người. Cô gái này muốn lợi dụng hắn. Nhìn chúng huyết mạch của mình. Diệp Huyên lật tay nắm lấy tay cô gái váy đen, ta có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ không? Cô gái váy đen cười nói xem. Diệp Huyên nói, ta biết, vừa nãy những người bạn kia của ta cũng chưa hoàn toàn chết đi, bởi vì người của ngươi không hề xóa sạch bọn họ, vì vậy có thể khiến bọn họ sống lại không? Cô gái váy đen nhếch miệng, tại sao ta phải khiến bọn họ sống lại? Diệp Huyên vung tay, cười nói, đối với ngươi mà nói, chuyện này dễ như trở lòng bàn tay, đương nhiên, ngày tháng sau này, nếu ngươi cần gì, ta đều sẽ phối hợp với ngươi. Cô gái váy đen lại gần Diệp Huyên, người có thể không phối hợp sao? Diệp Huyên khẽ cười, ta là kiếm tu, người nghĩ là một kiếm tu sẽ sợ chết sao? Cô gái váy đen không nói gì, Diệp Huyên cũng không nhìn rõ vẻ mặt nàng ta, nhưng hắn biết, đối phương đang nhìn hắn. Một lúc sau, cô gái váy đen cười nói, người muốn dùng cái chết để uy hiếp ta sao? Diệp Huyên bỗng nhiên cười lớn. Trong sân, mọi người đều nhìn Diệp Huyên. Cô gái váy đen cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, vốn dĩ ta còn muốn làm màu một chút, xem có thể luồn lách chút được không, sau đó sẽ chuồn đi. Nhưng bây giờ xem ra, không được rồi. Cô gái váy đen hỏi, sau đó thì sao? Diệp Huyên nhìn cô gái váy đen, người thật sự nghĩ rằng ta sợ chết sao? Ngay khi vừa dứt lời, máu huyết cả người Diệp Huyên lập tức sôi sục. Huyết mạch kích hoạt. Đồng thời, kiếm thanh huyên trong tay hắn lập tức biến thành một luồng kiếm quang xuyên qua trán hắn. Người và kiếm hợp nhất. Hơi thở quanh người Diệp Huyên bùng nổ. Diệp Huyên biết, hắn chỉ có một cơ hội duy nhất để ra tay, không sống thì chết. Bên cạnh cô gái váy đen, những người đàn ông tay cầm cổ mâu đang định ra tay nhưng lại bị cô gái váy đen ngăn lại. Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, một kiếm đâm thẳng đến trán cô gái váy đen. Một kiếm này, là hắn một kiếm mạnh nhất từ trước đến giờ của hắn. Ngay khi kiếm thanh huyên chạm vào trán cô gái váy đen, thì hai ngón tay đã kẹp lấy kiếm của Diệp Huyên. Chính là tay của cô gái váy đen. Cô gái váy đen khẽ dùng lực. Kiếm thanh huyên lại vỡ lần nữa. Sau đó, tay phải cô gái váy đen chụp về phía trước. Trực tiếp bóp chặt yến hầu Diệp Huyên, nàng ta khẽ nhếch miệng cười khinh thường, ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Ta giết ngươi, chỉ đơn giản như giết một con kiến mà thôi. Vậy sao? Lúc này, một âm thanh truyền đến từ sâu trong tinh không vô tận, kiếm thanh huyên đã vỡ nát gần đó lại ngưng tụ khôi phục lại thành kiếm. Cô gái váy đen bỗng ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm xa xôi ấy, nàng ta thấp thoáng nhìn thấy bộ váy trắng. Cô gái váy trắng kia đứng ở bên bờ biển, nàng ấy quay lưng lại, gió biển lướt qua mái tóc dài của nàng bay nhẹ. Cô gái váy đen nheo mắt, họa nhốt người. Cô gái váy trắng khẽ nghiêng đầu, nhếch miệng xem thường. Đó là thứ rác rưởi gì vậy? Thứ rác rưởi gì vậy? Nghe thấy lời ấy của cô gái váy trắng, cô gái váy đen cười khẩy, các hạ, mạnh miệng thật đấy. Tại bờ biển, cô gái váy trắng mở tay ra, trong tay nàng bỗng xuất hiện một thanh kiếm. Đó là kiếm hành đạo. Sau đó, nó đột nhiên biến mất. Tại thiên mộ chi địa, con người cô gái váy đen chợt co rút lại vì ban nãy thanh kiếm kia đã bay đến trên đỉnh đầu nàng ta. Trong mắt cô gái váy đen lộ ra vẻ dữ tợn, chợt vung tay phải lên trời, vạn pháp tịch diệt. Nàng ta vừa nói xong thì vô số thời không trên đầu lập tức sụp đổ. Đây thật sự là xóa sổ. Sức mạnh ấy đã bao trùm trên thời không. Vạn pháp cũng biến mất. Hỏa khuyên nhân. Đây là đạo pháp do chính nàng ta sáng tạo ra.
chân trời đằng xa, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía thanh kiếm kia. Vô số sức mạnh thần bí kia cũng không thể ngăn cản kiếm hành đạo, nó trực tiếp bổ thẳng xuống, làm lơ mọi sức mạnh. Cô gái váy đen thấy cảnh đó thì con ngươi chợt co rút lại, vừa định ra tay tiếp, bấy giờ kiếm hành đạo lại chĩa vào giữa trán nàng ta. Phụt! Kiếm đâm vào nửa tấc, máu tươi phun ra. Thoáng chốc, cái khăn che mặt đỏ như máu của cô gái váy đen lại càng đỏ hơn. Hiện trường, vô số cao thủ đều biến sắc, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Cổ tế ti vô địch thế mà lại không đỡ nổi một kiếm kia. Cô gái váy đen có chút không tài nào tin nổi nhìn cô gái váy trắng đằng xa, ngươi. Không phải là họa khuyên nhân. Lúc này, ngón tay cô gái váy trắng khẽ vạch, kiếm hành đạo trong thiên mộ chi địa cũng vạch theo. Soạt. Cái khăn đỏ như máu của cô gái váy đen lập tức rớt xuống lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, cũng có hai chữ to rác rưởi màu đỏ xuất hiện trên trán nàng ta. Rác rưởi. Khi cô gái váy đen biết nó xuất hiện trên trán thì sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, ngươi dám sỉ nhục ta. Cô gái váy trắng bỗng giơ tay tát một cái. Chát. Kiếm hành đạo trực tiếp tát lên mặt cô gái váy đen. Ầm. Cơ thể cô gái váy đen lập tức nát bét. Thế nhưng, hai chữ kia vẫn in trên trán nàng ta. Đây không phải là khắc vào cơ thể mà là khắc vào trên linh hồn nàng ta. Sắc mặt cô gái váy đen hết sức khó coi, mà những tộc nhân xung quanh lại sợ hãi tới cùng cực. Không hề có một chút sức chống cự nào. Cổ tế ti của mình thế mà lại không hề có sức chống cự nào trước mặt cô gái váy trắng. Ở ven biển đằng xa, khóe miệng cô gái váy trắng nhếch lên một vẻ mỉa mai, sỉ nhục ngươi. Loại rác rưởi như ngươi có tư cách gì để ta sỉ nhục? Nàng nói xong, quay đầu lạnh lùng liếc cô gái váy đen, biết sao ta không giết ngươi không? Cô gái váy đen nhìn chằm chằm vào cô gái váy trắng mà không nói gì. Ngón tay cô gái váy trắng bỗng vạch một cái. Kiếm hành đạo trực tiếp cứa qua hai mắt cô gái váy đen. Phụt! Con người cô gái váy đen trực tiếp nát bét. Mọi người! Cô gái váy đen siết chặt nắm tay, vẻ mặt gần như điên cuồng, muốn giết cứ giết, cần gì phải nhục nhã ta như vậy? Cô gái váy trắng mặt mày lạnh lùng nói, chẳng phải ban nãy ngươi sỉ nhục ca ca của ta rất vui vẻ sao? Vẻ mặt cô gái váy đen cứng đờ. Ngón tay cô gái váy trắng lướt nhẹ, kiếm hành đạo bỗng bay lên trời, muốn chết. Đơn giản thôi, chỉ cần giờ ngươi nói với ta mình muốn chết thì ta sẽ bổ một kiếm xuống, ngươi và tộc nhân của mình sẽ hoàn toàn biến mất. Diệt tộc! Cô gái váy đen nghe vậy siết chặt nắm tay, là ta sỉ nhục ca ca của ngươi. Liên quan gì tới tộc nhân của ta chứ? Cô gái váy trắng nhướng mày, ta muốn diệt thì diệt, sao, ngươi không phục? Nếu không phục thì vượt tinh vực đến đánh ta này. Cô gái váy đen. Bấy giờ, cô gái váy trắng khẽ nhấn ngón tay phải xuống. Kiếm hành đạo bỗng nhiên hạ xuống thiên mộ chi địa. Ầm. Thoáng chốc, toàn bộ thời không của thiên mộ chi địa thế mà lại bốc cháy. Giờ phút này, sắc mặt của mọi người đều hoàn toàn thay đổi. Chạy. Hoàn toàn không có cách nào chạy. Bởi vì lúc này, không những là thiên mộ chi địa mà ngay cả dị giới cũng bị thanh kiếm kia bao phủ. Khi thanh kiếm ấy hạ xuống thì tất cả mọi người sẽ chết. Đương nhiên là ngoài chỗ của Diệp Huyên ra. Thật sự sẽ bị diệt tộc. Lúc này, cô gái váy đen thật sự có chút hoảng. Đến giờ, nàng ta mới phát hiện mình đang đối mặt với loại người nào. Đây là một người vô cùng coi rẻ mạng người. Một kiếm kia mà bỏ xuống thì không chỉ là thiên mộ chi địa mà là cả lưu đày chi địa cũng sẽ bị xóa sổ. Không ai có thể đỡ được một kiếm đó cả. Lúc này, cô gái váy trắng ven biển chợt hỏi, muốn sống không? Cô gái váy đen nhìn về phía nàng, cô gái váy trắng nhìn đằng xa nói, cầu xin ca ca ta đi. Hắn nói được thì ngươi và tộc nhân có thể sống, nếu không thì ngươi và tộc nhân của mình đều sẽ chết. Ca ca. Cô gái váy đen nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, giờ phút này, Diệp Huyên cũng đang nhìn cô gái váy trắng. Thanh Nhi. Đã lâu không gặp. Diệp Huyên khẽ hỏi, Thanh Nhi, giờ muội đang ở đâu? Thanh Nhi quay đầu nhìn Diệp Huyên, vẻ lạnh lùng trong mắt bỗng dưng biến mất sạch sành sanh. Chỉ còn lại một chút dịu dàng, hệ ngân hà. Hệ ngân hà.
Diệp Huyên sửng sốt, sao Thanh Nhi lại chạy đến hệ Ngân Hà rồi? Thanh Nhi bỗng nhiên hỏi, muốn ta tiêu diệt họ không? Chỉ cần huynh gật đầu một cái, mọi người xung quanh kể cả người phụ nữ khinh huynh cũng sẽ biến mất khỏi cõi đời này. Diệp Huyên im lặng. Chỉ cần mình gật đầu thì những người trước mắt sẽ biến mất. Diệp Huyên cười hỏi, Thanh Nhi, muội không giết nàng ta là hy vọng có ngày ta tự mình trả mối thù này đúng không? Khóe miệng Thanh Nhi khẽ cong, đúng vậy, ta giúp huynh bắt nạt lại và tự huynh đánh trả là hai điều hoàn toàn khác nhau. Diệp Huyên mỉm cười, hiểu rồi. Thanh Nhi khẽ gật đầu, mở bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên bên cạnh Diệp Huyên bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, nó đã xuất hiện trong tay Thanh Nhi, nàng nhìn thanh kiếm trong tay. Một lát sau, Thanh Nhi kẹp lấy thân kiếm rồi vuốt xuống, chẳng mấy chốc, hai ngón tay của nàng đã kẹp lấy mũi kiếm. Rắc! Mũi kiếm của kiếm Thanh Huyên chợt vỡ vụn. Diệp Huyên thấy cảnh đó thì sửng sốt, không hiểu ra sao. Thanh Nhi mở tay phải ra, thoáng chốc vô số dòng khí thần bí xung quanh chợt ùa đến. Cuối cùng, chúng tụ lại trên thân kiếm, tức thì mũi kiếm của kiếm Thanh Huyên lại xuất hiện. Đúc lại mũi kiếm. Thanh Nhi quay đầu nhìn Diệp Huyên, ta đã đúc lại thanh kiếm này, giờ trên đời ngoài ta ra thì chỉ có bốn người có thể đánh nát nó. Vừa dứt lời, kiếm Thanh Huyên lại bỗng nhiên biến mất, lúc xuất hiện thì đã nằm trong tay Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi tò mò, Thanh Nhi, ngoài mình ra còn có bốn người có thể đánh nát nó. Trừ cha và đại ca thì hai người còn lại là ai? Thanh Nhi mỉm cười, sau này huynh sẽ biết. Diệp Huyên. Thanh Nhi lại chợt nói, ta phải dạy cho một cô bé vô cùng kiêu ngạo một bài học, lần sau nói chuyện tiếp nhé. Nàng vừa nói xong, cơ thể bỗng trở nên mờ ảo rồi phút chốc đã biến mất. Biến mất. Trong mắt Diệp Huyên tràn ngập vẻ khó hiểu, Thanh Nhi đến hệ Ngân Hà làm gì? Cô bé vô cùng kiêu ngạo kia là ai? Một lát sau, Diệp Huyên hoàn hồn lại rồi nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay. Giờ phút này, nó đã được đúc lại. Chẳng những thế, mũi kiếm còn được rèn lại thêm lần nữa, còn được rèn từ một sức mạnh thần bí không biết tên. Kiếm Thanh Huyên đã hoàn toàn lột xác. Diệp Huyên cất nó đi rồi ngó cô gái váy đen đằng xa nói, sống lại bạn bè của ta. Cô gái váy đen liếc Diệp Huyên, lần này nàng ta không có nói thêm gì nữa mà mở tay ra, sau đó hơi nắm chặt lại. Thoáng chốc, vô số mảnh nhỏ thần hồn trong đất trời lập tức ùa về phía cô gái váy đen. Chỉ một lát, hồn phách của đám A Đạo Linh đã ngưng tụ lại. Diệp Huyên bóng chỉ vào hồn phách của Âm Tôn, đây không phải bạn của ta. Cô gái váy đen liếc Diệp Huyên, vung tay lên. Bùm! Thần hồn Âm Tôn kia vừa ngưng tụ đã nổ tung, mà lần này chắc chắn là đã trực tiếp bị xóa sổ. Diệp Huyên nhìn đám A Đạo Linh nói, chúng ta đi thôi. Đám A Đạo Linh liếc nhìn xung quanh, cũng không nói nhiều, lập tức theo Diệp Huyên rời đi. Hiện trường, đám cô gái váy đen cũng không ngăn cản, đương nhiên là cũng không dám. Ban nãy, chỉ cần Diệp Huyên gật đầu là tất cả bọn họ đã chết. Giờ nào còn dám ngăn cản Diệp Huyên? Cô gái váy đen im lặng nhìn Diệp Huyên đằng xa. Bấy giờ, một ông lão đi đến bên cạnh cô gái váy đen hơi khom người nói, cổ tế ti. Cô gái váy đen chậm rãi nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm. Từ lúc sinh ra đến giờ, nàng ta chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy. Dù hồi đó nàng ta và tộc nhân của mình thất bại thảm hại thì cô gái váy đen cũng chưa từng bị sỉ nhục. Nàng ta muốn trả thù nhưng vừa nhớ đến người phụ đó thì cô gái váy đen lại hơi tuyệt vọng. Thật sự tuyệt vọng. Vốn dĩ, nàng ta nghĩ rằng người phụ nữ cũng giống mình, là họa khuyên nhân. Nhưng giờ xem ra, đối phương hoàn toàn không phải. Rốt cuộc thì nàng có cảnh giới gì? Trong lòng cổ tế thì chợt hiện lên một chút mờ mịt, đây là lần đầu tiên nàng ta thấy có người mạnh đến nỗi vượt qua sự hiểu biết của mình. Một lúc sau, cổ tế thì mới khẽ nói, ta đi trị thương. Nàng ta nói xong bèn xoay người đi về phía tế đàn. Ở hiện trường, một đám cao thủ ngơ ngác nhìn nhau. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên dẫn hồn phách của mọi người rời khỏi thiên mộ chi địa, bấy giờ A Đạo Linh bỗng nặng nề nói, ban nãy, những người đó. Diệp Huyên trầm giọng đáp, là một chủng tộc thần bí, ta cũng không biết đối phương có lai lịch gì. Có điều, người phụ nữ kia nói thực ra thế giới này là một lưu đày chi địa, mà họ chính là người bị lưu đày.
A Đạo Linh nhíu mày, người bị lưu đày. Diệp Huyên gật đầu, cụ thể thì ta cũng không biết. A Đạo Linh im lặng, mấy người còn lại cũng lộ ra vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Lúc này, An Bắc Thần bỗng nói, Diệp Tôn, cảm ơn đã cứu chúng ta. Họ biết nếu không phải Diệp Huyên thì họ sẽ không thể sống lại. Nguyên Tôn và Quân Đạo Lâm cũng vội vàng nói cảm ơn. Diệp Huyên khẽ nói, đều là chuyện nhỏ thôi. Hắn nói xong liếc mọi người một cái, nếu người phụ nữ đó nói thật thì kế tiếp có lẽ dị giới sẽ xảy ra chuyện lớn. Bởi vì ban nãy ta thấy họ giống như đang định phản công gì đó. Nói cách khác, sau này chỗ này sẽ biến thành chiến trường. Mọi người nghe thế sắc mặt đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Chiến trường. Một khi chỗ này trở thành chiến trường thì lúc đó dị giới cũng xong luôn. Chẳng những dị giới sẽ tiêu mà họ cũng có thể sẽ chết. Như bây giờ thì cao thủ vô cảnh hoàn toàn chẳng đáng là gì trước mặt họ. Diệp Huyên cũng khẽ thở dài. Lúc này mới vô địch bao lâu đã biến thành em trai rồi. Mẹ nó. Mình cũng xui xẻo quá đi chứ. Chấm chấm chấm. Bầu không khí ở hiện trường có hơi căng thẳng. Theo sự xuất hiện của chủng tộc thần bí ở thiên mộ chi địa, vốn đứng ở đỉnh như họ lập tức trở thành những em bé to xác. Sự chênh lệch ấy thật sự là rất lớn. Đúng lúc này, Nguyên Tôn bên cạnh bỗng nói, Diệp Tôn, xin đánh bạo hỏi một câu, ban nãy bọn ta đều bị giết nhưng ngươi lại không. Hơn nữa, sau khi bọn ta sống lại thì phát hiện cơ thể cô gái thần bí kia lại biến mất. Cái này, có liên quan đến ngươi hả? Mọi người nghe vậy cũng nhìn về phía Diệp Huyên. Bọn họ đều phát hiện ra điều đó, từ lúc ban đầu đến khi kết thúc thì Diệp Huyên vẫn lành lặn. Chẳng những thế, cơ thể cô gái thần bí mạnh như thần kia lại biến mất. Trong đó chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Diệp Huyên cười nói, là muội muội của ta ra tay. Mọi người nghe vậy quay đầu nhìn nhau, Nguyên Tôn trầm giọng hỏi, muội muội của ngươi đánh nát cơ thể của cô gái thần bí kia. Diệp Huyên gật đầu. Mọi người lại liếc nhau, trong mắt toàn là vẻ kinh ngạc. Bọn họ chưa đánh nhau với cô gái thần bí kia nhưng lại biết sự khủng bố của những thuộc hạ dưới tay nàng ta. Khi họ đối mặt với 6 người kia thì còn không có nổi sức chống cự. Từ đó có thể thấy được cô gái thần bí đứng đầu họ đáng sợ tới mức nào. Mà muội muội của Diệp Huyên thế mà lại đánh thắng được. Chẳng những vậy, còn đánh nát cơ thể của đối phương. Lúc này, An Bắc Thần khẽ thở dài nói, hóa ra, chúng ta vẫn giống như những con kiến. Mọi người nghe vậy sắc mặt đều trở nên hơi phức tạp. Đúng lúc này, mọi người như phát hiện ra gì đó bỗng quay đầu lại, cách đó không xa đang đứng một cô gái mặc váy đen. Chính là cô gái thần bí kia. Mọi người thấy nàng ta thì đều thay đổi sắc mặt. Diệp Huyên nhíu mày, lẽ nào người phụ nữ này muốn làm thịt mình? Cô gái thần bí nhìn Diệp Huyên, nói chuyện đi. Nói chuyện đi. Đám Nguyên Tôn nghe thấy câu ấy của cô gái thần bí thì im lặng lùi lại. A Đạo Linh nhìn sang Diệp Huyên nói, cẩn thận nhé. Bà ấy nói xong bèn dẫn theo môn bạn Sơn biến mất. Hiện trường chỉ còn lại Diệp Huyên và cô gái thần bí. Diệp Huyên nhìn cô gái váy đen, phải công nhận rằng nàng ta rất đẹp, diện mạo ấy có thể nói là có 102 trên đời. Song tiếc là, hai chữ giữa trán nàng ta lại ảnh hưởng đến vẻ đẹp tuyệt sắc ấy. Rác rưởi. Đó là do Thanh Nhi khắc lên. Cô gái thần bí đi đến trước mặt Diệp Huyên, có thể kể về nàng không? Diệp Huyên lắc đầu, không có gì hay để nói cả. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cũng nhìn thẳng vào nàng ta, mẹ nó, ta sợ cái con vượn ấy. Hai người cứ thế nhìn nhau, bầu không khí bỗng dưng có chút mập mờ, bởi vì điều này hơi giống với các cặp tình nhân đang nhìn nhau. Một lát sau, cô gái thần bí quay đầu đi, chúng ta có thể làm quen lại lần nữa, ta tên là Thiên Yếm, là cổ tế ti của thiên khí tộc. Diệp Huyên liếc cô gái thần bí nói, các cô là bị lưu đày. Thiên Yếm gật đầu, trong trận chiến bất chu thiên giới hồi đó, thiên khí tộc ta đã thua nên đã bị lưu đày đến đây. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, người đánh bại các cô là ai? Thiên Yếm nhàn nhạt đáp, vạn tộc. Diệp Huyên nhíu mày, một chủng tộc. Thiên Yếm ngó Diệp Huyên nói, một vạn chủng tộc. Diệp Huyên lại hỏi, các cô bị đánh hội đồng.
Trong mắt Thiên Yếm toát ra vẻ khinh bỉ, nếu không hội đồng thì sao họ có thể đánh bại thiên khí tộc ta? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, các cô đến từ đâu? Thiên Yếm đáp, trung tâm vũ trụ, trụ nguyên giới. Trụ nguyên giới. Diệp Huyên im lặng. Lại có bản đồ mới được mở ra. Hắn biết Vô Cảnh đã thật sự trở thành em bé. Diệp Huyên thầm thở dài trong lòng, rốt cuộc mình còn phải phấn đấu bao lâu mới có thể giống như cha và Thanh Nhi, dù là thế giới nào hay bản đồ có biến hóa ra sao thì cũng có thể dùng một kiếm giết khắp thiên hạ. Còn phải mất bao lâu đây? Diệp Huyên có chút bất lực. Bấy giờ, Thiên Yếm chợt hỏi, ngươi làm sao vậy? Diệp Huyên lắc đầu thở dài, mỗi lần ta cảm thấy mình đã sắp vô địch nhưng chẳng bao lâu lại biến thành một đứa trẻ. Lúc trước ở hạ giới, ta cảm thấy dị giới đã có thể là nơi cuối cùng, ai ngờ giờ lại nhảy ra một cái trụ nguyên giới gì đó. Thiên Yếm nhíu mày, tại sao ngươi lại cảm thấy dị giới lại là phần cuối của vũ trụ? Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Yếm, nàng ta lại nói, dù là ở chỗ bọn ta thì cũng không cho rằng nơi mình ở là phần cuối của vũ trụ. Diệp Huyên có chút khó hiểu, tại sao? Thiên Yếm liếc Diệp Huyên nói, biết vũ trụ đại biểu cho cái gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Thiên Yếm nói, vũ trụ đại biểu cho không biết và cho vô cùng vô tận. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nhiên nói, tiểu chủ, một số suy nghĩ của người quả thật là không tốt. Chẳng hạn như hệ Ngân Hà, lúc trước ta ở đó, họ luôn cho rằng quả cầu nhỏ của mình là nơi có sinh mệnh duy nhất trong vũ trụ. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế là khả năng của họ quá nhỏ bé, hoàn toàn không thể phát hiện được những thế giới ngoài hệ Ngân Hà. Năng lực quyết định tầm nhìn. Khi người cảm thấy mình đi đến cuối vũ trụ thì thực ra có thể là người còn quá yếu nên chưa phát hiện ra được thế giới lớn hơn nữa. Vẻ mặt của Diệp Huyên có hơi kỳ lạ, Tiểu Tháp, người cũng có chút kiến thức đó chứ? Tiểu Tháp có chút bực, hóa ra, ở trong lòng tiểu chủ ta chỉ là một tên rốt đặc cán mai thôi sao? Diệp Huyên thành thật gật đầu. Tiểu Tháp, bấy giờ, Thiên Yếm bỗng nói, giao dịch nhé. Diệp Huyên ngó Thiên Yếm, giao dịch gì? Thiên Yếm chỉ vào giữa trán mình nói, người xóa bỏ hai chữ này giúp ta giúp người mạnh lên. Diệp Huyên nhíu mày, xóa bỏ. Thiên Yếm gật đầu. Diệp Huyên lắc đầu, đồ do Thanh Nhi làm thì có lẽ ta không xóa được đâu. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên, trong hai chữ này có sức mạnh thần bí cực kỳ khủng bố, ta không dám đụng vào nó. Nhưng, ngươi lại làm được, vì trực giác nói cho ta biết sức mạnh này sẽ không làm ngươi bị thương. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, cô có thể giúp ta mạnh lên tới cảnh giới nào? Họa khuyên nhân. Khóe miệng Thiên Yếm giật giật, giờ ngươi còn chưa phá khuyên đã nghĩ đến họa khuyên. Diệp Huyên. Thiên Yếm lại nói, ta có thể giúp người biến thành phá khuyên nhân, mà muốn trở thành họa khuyên nhân thì phải xem tạo hóa của người đó. Dù ở chỗ chúng ta thì họa khuyên nhân cũng không vượt qua 5 người. 5 người. Diệp Huyên nhíu mày, ít vậy à? Thiên Yếm gật đầu, cực kỳ ít, vì muốn trở thành họa khuyên nhân đồng nghĩa với việc mình sẽ thoát khỏi mọi quy tắc. Hơn nữa, còn phải sáng lập ra đạo pháp quy tắc thuộc về mình. Chỉ có thế mới được coi là họa khuyên nhân chân chính. Nàng ta nói xong bèn liếc Diệp Huyên một cái, thế nên, ta rất tò mò rốt cuộc thì muội muội kia của ngươi có cảnh giới gì. Diệp Huyên cười nói, ta cũng không biết cảnh giới chân chính của muội ấy, song trước đó một tỷ tỷ của ta có nói Thanh Nhi thuộc về họa khuyên lại phá khuyên, sau đó tiếp tục họa khuyên, phá khuyên. Cứ thế tuần hoàn, muội ấy đã coi bản thân như đối thủ của mình luôn rồi. Họa khuyên. Phá khuyên rồi lại họa khuyên. Thiên Yếm híp mắt lại, một lát sau, nàng ta mới khẽ nói, hóa ra còn có thể như vậy. Diệp Huyên nghe vậy khóe miệng khẽ giật, mẹ nó, không phải người phụ nữ này hiểu được luôn rồi đó chứ. Lúc này, Thiên Yếm lại nhìn về phía Diệp Huyên, ta đã hiểu được sơ sơ rồi. Nhưng, ta cảm thấy nàng cũng không có đơn giản như ngươi nói. Chẳng hạn như trước đó, nàng có thể vượt qua vô số tinh vực giết ta. Mà ta lại không cảm giác được nàng đang ở nơi nào. Nàng vẫn không có đơn giản như vậy. Diệp Huyên liếc Thiên Yếm, thầm thở dài trong lòng. Sức mạnh cả. Giờ người phụ nữ này có thể bình tĩnh nói chuyện với mình đều là vì Thanh Nhi. 2. Diệp Huyên lại thầm thở dài, xem ra lúc nào đó phải trở về Thanh Châu tìm lại chút tự tin thôi. Bấy giờ,
Thiên Yếm bỗng nói, ngươi cảm thấy giao dịch mà ta vừa nói thế nào? Diệp Huyên ngó hai chữ giữa trán Thiên Yếm rồi lắc đầu nói, ta không tin cô. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. Thiên Yếm nghe vậy nhíu mày. Lúc này, một khí thế cực kỳ khủng bố chợt xuất hiện. Diệp Huyên quay đầu nhìn sang thì thấy cách đó không xa có một con vượn to lớn đang nhìn chằm chằm vào mình. Đó đúng là con vượn do Thiên Yếm thả ra từ trong tế đàn. Con vượn ấy cũng không có con ngươi, nó cứ thế lẳng lặng nhìn Diệp Huyên trông hơi ớn lạnh. Diệp Huyên cười hỏi, sao? Mi muốn ăn ta? Con vượn bỗng vươn tay đập bộp bộp lên ngực rồi điên cuồng gào lên. Diệp Huyên chợt xoay người đi đến trước mặt Thiên Yếm, chỉ vào con vượn kia nói, trong vòng 3 giây, làm nó biến mất trước mặt ta. Nếu hết giờ mà nó còn ở đó thì ta sẽ khiến cho toàn bộ thiên khí tộc cô biến mất khỏi trần đời này. Thiên Yếm nghe vậy híp mắt lại, chậm rãi siết chặt tay phải. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, đã hết giờ. Vừa dứt lời, hắn mở tay ra, kiếm Thanh Huyên đã xuất hiện trong tay. Ngay sau đó, nó lập tức rung lên kịch liệt. Thiên Yếm thấy vậy thì biến sắc, vội vàng quay đầu tức giận nhìn con vượn kia cút. Cút! Con vượn kia ngây người, sau đó xoay người nhảy một cái biến mất ở cuối chân trời. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên, dùng nàng để đe dọa ta, đây là một hành động bất lực với người đó. Diệp Huyên bỗng nắm lấy tay Thiên Yếm nói, Thiên Yếm cô nương, ở thiên mộ chi địa ta muốn hợp tác với cô vì ta yếu, tự biết thân biết phận. Ta muốn sống thì nhất định phải hợp tác với cô, nhưng cô lại chẳng coi ta ra gì. Ta sợ chết xong cũng sẽ không sống một cách khúm núm, nên ta chọn cách trở mặt với cô. Ta biết mình chắc chắn sẽ thua, nhưng ta vẫn làm vậy. Bởi vì ta phải chết một cách có danh dự, tiếc là... Hắn nói nong nhếch miệng cười, tiếc là ta không chết được. Vì ta có một muội muội, Thiên Yếm cô nương, cô nói xem đối mặt với một cao thủ như cô, ta không gọi người đến thì còn có thể làm sao? Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên lại nói tiếp, ta từ một nơi nhỏ bé đi đến nơi này nên cũng đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Con đường tương lai, ta có thể đi thì sẽ tự đi. Không đi được cũng không ngại để muội muội mình giúp một phen. Thiên Yếm nhìn chằm chằm Diệp Huyên nói, vậy ngươi có nghĩ tới một chuyện, nếu có ngày muội muội của ngươi chết đi thì sao? Nàng. Diệp Huyên nói, vậy ta sẽ đi tìm cha. Hắn nói xong thì mỉm cười, cha ta và Thanh Nhi kẻ tám lạng người nửa cân. Vừa dứt lời, Diệp Huyên đã xoay người rời đi nhưng chưa đi được mấy bước đã dừng lại nói, à quên. Ta còn có một người đại ca kết nghĩa. Y gọi là Tiêu Giao Tử, chuyên làm thịt mấy người nói vô địch, cả đời y đều cầu mong được thua. Lần tới, nếu cô rảnh rỗi quá thì có thể hét lên vũ trụ vô tận một tiếng ta vô địch, có lẽ y sẽ đến tìm cô đó. Hắn nói xong bèn tiếp tục đi về phía xa. Thiên Yếm nhìn Diệp Huyên hỏi, người đây là muốn trở thành người chuyên tìm chỗ dựa hả? Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên không quan tâm Thiên Yếm, trực tiếp biến mất ở xa xa. Tại chỗ, sắc mặt Thiên Yếm dần trở nên khó coi. Thương lượng không thành công. Không thể không nói, giờ phút này nàng ta quả thật có hơi uất nghẹn. Với thực lực hiện tại của nàng ta, muốn giết Diệp Huyên, thật sự quá đơn giản, nhưng vấn đề là, có thể giết không? Giết được không? Dám giết không? Một lát sau, Thiên Yếm xoay người rời đi. Xa xa, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, vì sao người không đáp ứng yêu cầu của nàng ta? Diệp Huyên cười nói, ta nhìn nàng ta thấy khó chịu. Tiểu Tháp nói, ta cũng không thích nàng ta, tiểu chủ, chúng ta có thể nói là tư tưởng lớn gặp nhau. Diệp Huyên. Sau khi trở lại Đạo Linh Cung, Diệp Huyên lập tức vào trong Tiểu Tháp. Tu luyện. Phá Khuyên. Hắn phải làm được Phá Khuyên, chỉ có Phá Khuyên, mới có thể lợi dụng huyết mạch chi lực và kiếm Thanh Huyên chống lại Thiên Yếm kia. Mà phải làm thế nào mới có thể phá khuyên đây? Niệm tỷ không nói với hắn, Thanh Nhi cũng chưa từng nói cho hắn biết. Nghĩ vậy, Diệp Huyên không nhịn được nghi ngờ, Tiểu Tháp, ngươi nói, Niệm tỷ và Thanh Nhi vì sao không dạy ta làm thế nào để phá khuyên chứ? Tiểu Tháp trầm lặng một lát, sau đó nói, tiểu chủ, Thiên Mệnh tỷ tỷ và Niệm tỷ là dựa vào chính bản thân phá khuyên, mà các nàng chắc hẳn trong tiềm thức cho rằng người cũng có thể dựa vào chính mình phá khuyên. Nhưng rất hiển nhiên, các nàng đã đánh giá cao người rồi. Diệp Huyên.
Tiểu Tháp lại nói, tiểu chủ, người có thể tự mình đạt đến Phá Khuyên không? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, không phải chỉ là Phá Khuyên sao? Ngươi chờ đi, ta phá cho ngươi xem. Nói xong, hắn xoay người đi lên một đỉnh núi. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn nhìn xuống phía dưới, theo vị trí này nhìn xuống, vô số ngọn núi phía dưới đều thu vào tầm mắt. Diệp Huyên trầm tư không nói. Phá Khuyên. Muốn Phá Khuyên, đầu tiên phải biết cái vòng vây nhốt mình lại này là cái gì. Vòng vây nhốt mình này là cái gì? Diệp Huyên rơi vào trầm tư. Chấm chấm chấm. Thiên mộ chi địa. Thiên Yếm ngồi trên tế đàn, giờ phút này trên trán nàng ta quấn một dải băng màu tím, hai chữ kia quả thực là không đẹp, đương nhiên không thể để lộ ra trước mặt người khác. Cách Thiên Yếm không xa, Vượn Ngốc đang nằm yên lặng. Mà cách đó không xa là sáu cường giả thiên khí tộc tay cầm giáo cổ. Sau một hồi, Thiên Yếm từ từ mở mắt, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại nơi chân trời, đường hầm thời không nàng ta cưỡng ép mở ra ngày hôm đó vẫn còn. Lúc này, bên trong đường hầm thời không kia đột nhiên có một cô gái đi ra. Cô gái mặc chiếc váy trắng như tuyết, trên cánh tay quấn một dải băng màu tím, dung nhan của nàng ta không hề kém Thiên Yếm, đặc biệt là đôi mắt kia, con ngươi màu tím sậm, sâu như trời sao mênh mông. Thiên Yếm nhìn cô gái váy trắng, Bích Tiêu, đã lâu không gặp. Cô gái tên Bích Tiêu kia chậm rãi đi đến trước tế đàn, nàng ta nhìn Thiên Yếm, hiện tại đã không còn là thời đại thiên khí tộc vô địch lúc trước nữa, ngươi hiểu không? Thiên Yếm cười nói, ta đương nhiên hiểu, nhưng theo như ta đoán, năm đó sau khi ngươi đợi liên minh đánh bại thiên khí tộc ta nghĩ, các ngươi chắc chắn bắt đầu có nội loạn, đúng không? Bích Tiêu trầm lặng. Thiên Yếm cười nói, không có kẻ địch mạnh bên ngoài, bên trong khẳng định sẽ nội loạn. Bích Tiêu nhẹ giọng nói, nhưng cùng với sự xuất hiện của các ngươi, chúng ta sẽ lại trở nên đoàn kết. Thiên Yếm chậm rãi đi đến trước mặt Bích Tiêu, những năm gần đây, ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề gì đây? Đó chính là năm đó vì sao thiên khí tộc ta lại thua. Sau này ta phát hiện, sở dĩ thiên khí tộc ta bị thua, có một nguyên nhân vô cùng quan trọng, đó là chúng ta của năm đó đã quá tự phụ. Nói xong, nàng ta lắc đầu, lại nói, thật sự quá tự phụ. Bích Tiêu im lặng, Thiên Yếm tiếp tục nói, nếu năm đó chúng ta không tự phụ như vậy, chúng ta nhất định sẽ không thua. Bích Tiêu khẽ gật đầu, xem ra, không có gì để nói nữa rồi. Thiên Yếm cười nói, những thứ thiên khí tộc ta đã bị mất, chúng ta sẽ tự giành lại. Bích Tiêu khẽ gật đầu, chúng ta sẽ chờ xem. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Hướng nàng ta đi không phải là đường quay về, mà một hướng khác. Thiên Yếm nheo mắt, tay phải từ từ nắm chặt. Bích Tiêu khẽ cười nói, bây giờ chúng ta đánh nhau, có ý nghĩa gì không? Thiên Yếm nhìn chằm chằm Bích Tiêu, ta thấy có. Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Mà đúng lúc này, ba ông lão tay cầm pháp trượng thần bí đột nhiên chắn trước mặt Thiên Yếm. Thiên Yếm gằn giọng nói, không được để nàng ta đi tìm vua dựa dẫm kia. Nàng ta vừa nói dứt lời, một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ ra từ cơ thể nàng ta, ba ông lão chắn trước nàng ta lập tức bị chấn bay ra ngoài hàng trăm nghìn trượng. Mà lúc này, Bích Tiêu đã biến mất rồi. Trong mắt Thiên Yếm hiện lên vẻ dữ tợn, cơ thể nàng ta run lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Đạo Linh Cung. Diệp Huyên đang tu luyện đột nhiên ngẩng đầu. Trước mặt hắn cách đó không xa, một cô gái lặng lẽ xuất hiện. Người đến chính là Bích Tiêu kia. Diệp Huyên nhìn thấy Bích Tiêu, híp mắt lại, ngươi. Hắn thật không ngờ, thế nhưng có người có thể cưỡng chế tiến vào trong tiểu tháp. Mẹ nó! Tiểu tháp này thật quá không có mặt mũi rồi. Tiểu tháp! Bích Tiêu nhìn Diệp Huyên, mỉm cười quấy rầy đến ngươi, ta thật rất xin lỗi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi là ai? Bích Tiêu nói, ta đến từ Trụ Nguyên Giới, tộc trưởng của thần hoang tộc Bích Tiêu. Trụ Nguyên Giới. Diệp Huyên hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi tìm ta làm gì? Bích Tiêu mỉm cười, nàng mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ cổ xưa bay đến trước mặt Diệp Huyên. Hắn nhìn lướt qua, trong nhẫn chứa đồ có khoảng hơn 1.000 vạn miếng vô lượng thần tinh. Diệp Huyên nhìn về phía Bích Tiêu. Nhíu mày, đây là có ý gì? Bích Tiêu mở lòng bàn tay ra,
một quyển trục xuất hiện trong tay nàng ta, Diệp công tử, đây là một bản truyền thừa, trong đó có một truyền thừa phá khuyên của các tiền bối thần hoang tộc chúng ta, hẳn là sẽ giúp ích cho ngươi. Nói xong, nàng ta đưa quyển trục đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô nương đây là có ý gì? Bích Tiêu cười nói, thiên khí tộc không muốn làm bạn với Diệp công tử, nhưng thần hoang tộc ta muốn. Diệp Huyên. Lúc này, thiên yếm kia đột nhiên xuất hiện trong tiểu tháp. Khi thiên yếm nhìn thấy Bích Tiêu, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Bích Tiêu mỉm cười, Diệp công tử, thần hoang tộc ta không có bất kỳ ác ý nào, chỉ là muốn kết thiện duyên cùng Diệp công tử. Diệp công tử có bất kỳ yêu cầu gì, đều có thể nói với ta, những việc có thể làm được, thần hoang tộc tuyệt đối sẽ không chối từ. Diệp Huyên nhìn Bích Tiêu, mục đích của ngươi là gì? Bích Tiêu cười nói, như ta vừa nói, chính là muốn kết thiện duyên với Diệp công tử. Diệp Huyên trầm lặng. Rất hiển nhiên, đối phương là đã biết sự tồn tại của Thanh Nhi. Lúc này, Thiên Yếm ở một bên đột nhiên châm chọc, không ngờ tới, đường đường là tộc trưởng của thần hoang tộc cũng có thể nịnh bợ như thế. Bích Tiêu nhìn về phía Thiên Yếm, cười nói, Thiên Yếm cổ tế ti, hai chữ giữa chân mày ngươi thật là đẹp mắt. Diệp Huyên. Khuôn mặt Thiên Yếm lập tức trở nên dữ tợn, Bích Tiêu. Vừa dứt lời, nàng ta định động thủ, lúc này, Bích Tiêu lại nói, Thiên Yếm, ngươi muốn đánh nhau, ta có thể tiếp, nhưng nơi này là địa bàn của Diệp công tử, ngươi thật sự muốn động thủ ở đây sao? Nghe vậy, Thiên Yếm nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Nàng ta rất căm tức. Lúc này, Bích Tiêu nhìn về phía Diệp Huyên, mỉm cười, Diệp công tử, truyền thừa và vô lượng thần tinh này, vẫn mong Diệp công tử vui lòng nhận cho. Diệp Huyên cười nói, Bích Tiêu cô nương, nói thật, ta đây vô công bất thụ lộc. Bích Tiêu cười nói, có thể trở thành bạn với Diệp công tử là niềm vinh hạnh của thần hoang tộc ta. Diệp Huyên. Một bên, Thiên Yếm lại châm chọc nói, Bích Tiêu, từ khi nào da mặt ngươi lại trở nên dày như vậy? Bích Tiêu liếc nhìn Thiên Yếm, hai chữ giữa chân mày ngươi, thật là đẹp mắt. Diệp Huyên vẻ mặt cứng đờ, cô gái này. Thiên Yếm nắm chặt hai tay, trong phút chốc, cả thời không trong tiểu tháp lập tức sục sôi. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên lạnh nhạt nói, ta là do thiên mệnh tỷ tỷ tạo ra đấy, đụng đến ta, chẳng khác nào không nể mặt thiên mệnh tỷ tỷ. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen. Thiên mệnh. Sắc mặt Thiên Yếm có chút khó coi, nàng ta biết, thiên mệnh mà tháp này nói chính là cô gái váy trắng kia. Cô gái váy trắng. Chỉ cần nghĩ đến cô gái kia, trong lòng Thiên Yếm đã dâng lên một cảm giác vô lực. Từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên nàng ta chịu sự nhục nhã như vậy, nhưng là, sâu trong lòng nàng ta lại sinh nổi ý nghĩ phục thù. Tuyệt vọng. Cô gái kia mạnh đến mức khiến nàng ta tuyệt vọng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Bích Tiêu tộc trưởng. Bích Tiêu mỉm cười, gọi ta Bích Tiêu là được. Diệp Huyên. Một bên, Thiên Yếm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ánh mắt kia giống như một con sói bị đó cả nửa tháng nhìn thấy con mồi. Bích Tiêu lại không thèm để ý Thiên Yếm, mà nhìn về phía Diệp Huyên, hắn suy nghĩ, sau đó nói, Bích Tiêu cô nương, ngày khác ta sẽ giới thiệu muội muội của ta cho ngươi làm quen. Nghe vậy, Bích Tiêu mắt sáng lên, thật là một thiếu niên hiểu đạo lý. Bồn tộc trưởng thích. Nàng ta thật sự đang lấy lòng Diệp Huyên sao? Đương nhiên là vậy. Nhưng mục đích chính thực ra là vì đại lão thần bí sau lưng Diệp Huyên. Nàng ta vẫn luôn phái người theo dõi nơi này, chuyện lần trước Thiên Yếm bị đánh tàn khốc, nàng ta đã được biết, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng ta vượt qua vô số tinh vực chạy tới đây. Nơi này thế nhưng có cường giả siêu cấp vượt qua người Họa Khuyên. Nàng ta không dám đi tìm cô gái váy trắng, bởi vì cường giả cấp bậc như vậy có lẽ cũng sẽ không để ý nàng ta, tìm Diệp Huyên là thích hợp nhất, bởi vì thực lực của Diệp Huyên yếu, dễ lôi kéo. Khi nghe thấy lời Diệp Huyên nói, sắc mặt của Thiên Yếm càng trở nên khó coi. Thực lực của nàng ta thực ra cao hơn Bích Tiêu, nếu thật sự đánh, Bích Tiêu không phải là đối thủ của nàng ta. Tuy rằng Bích Tiêu cũng là người phá khuyên, nhưng là, trong số những người phá khuyên cũng phân mạnh yếu. Nhưng nếu Bích Tiêu này thật sự tiếp cận được với cô gái váy trắng, hơn nữa được cô gái váy trắng chỉ điểm, như vậy tất cả đều sẽ nghịch chuyển, là một sự đả kích mang tính hủy diệt đối với thiên khí tộc.
Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Thiên Yếm đột nhiên bình tĩnh trở lại. Bích Tiêu nhìn thấy một màn này, hơi nhíu lại. Tính nhầm rồi. Nàng ta biết, một khi nàng rời khỏi tiểu tháp này, Thiên Yếm nhất định sẽ giết chết nàng ta bằng mọi giá. Nàng ta không sợ Thiên Yếm, nhưng nếu Thiên Yếm này thật sự không ngại bất cứ điều gì, nàng ta có khả năng sẽ chết. Dù sao, nơi này là địa bàn của Thiên Yếm. Bích Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Huyên, nàng ta thật không ngờ Diệp Huyên hiểu đạo lý như vậy, nhưng những lời này vô tình lại mang đến tai họa cho nàng ta. Thiên Yếm đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, vua dựa dẫm, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất. Chấm 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 chấm. Sau khi Thiên Yếm rời đi, Diệp Huyên nhìn về phía Bích Tiêu cô nương, nàng ta có lẽ sẽ không để cô còn sống mà rời khỏi vùng đất lưu đày này. Bích Tiêu mỉm cười, xem ra, ta tạm thời chỉ có thể đi theo Diệp công tử rồi. Nói xong, nàng ta khẽ cười, Diệp công tử nhất định không được cự tuyệt, bằng không, ta có thể sẽ thật sự bị người phụ nữ xấu xa kia ức hiếp. Diệp Huyên cười nói, vậy Bích Tiêu cô nương hãy ở trong tiểu tháp của ta đi. Bích Tiêu hơi khom lưng, đa tạ. Diệp Huyên cười nói, ta tu luyện đây. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống đất, tiếp tục lĩnh hội. Bích Tiêu nhắc nhở nói, ngươi có thể dùng truyền thừa ta cho ngươi, như vậy, ngươi muốn đạt tới phá khuyên, sẽ đơn giản hơn một chút. Diệp Huyên mở mắt, hắn nhìn quyển trục trong tay, một lát sau, hắn mỉm cười, ta muốn tự mình thử xem. Tự mình thử. Thanh Nhi có thể tự phá khuyên, Niệm Tỷ cũng có thể tự phá khuyên, hắn vì sao không thể chứ? Hắn muốn tự mình thử xem. Có đôi khi, con đường tự mình đi không giống với con đường của người khác, lúc trước hắn vẫn luôn dùng truyền thừa của người khác, nhưng hiện tại, hắn muốn tự mình thử. Bích Tiêu nghe lời Diệp Huyên nói, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nàng ta không nói thêm gì, lặng lẽ rời đi. Trên đỉnh núi, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiếp tục lĩnh hội. Bích Tiêu cũng không rời khỏi tiểu tháp, mà đi dạo quanh trong tiểu tháp. Không thể không nói, nàng ta rất kinh ngạc, phải nói là chấn động. Với thực lực của nàng ta, đương nhiên đã phát hiện ra điểm phi phàm của tiểu tháp này. Thời gian ở trong này và bên ngoài không giống nhau. Bích Tiêu nhẹ giọng nói, thời gian trôi qua. Người này thế nhưng có thể áp chế thời gian trôi, khả năng nghịch thiên như vậy, nếu không tận mắt nhìn thấy, ta sao có thể tin. Dường như nghĩ đến cái gì, Bích Tiêu ra ngoài tiểu tháp. Bên ngoài tháp, nàng ta gặp phải Thiên Yếm. Thiên Yếm không hề rời đi. Nàng ta không dám động vào Diệp Huyên, nhưng nàng ta không có chút kiêng nể gì với Bích Tiêu này. Bích Tiêu nhìn Thiên Yếm, Thiên Yếm, ta cảm thấy lúc trước có một câu ngươi nói rất đúng, ngươi nói năm đó sở dĩ thiên khí tộc bại, là bởi vì tự phụ, nhưng đến bây giờ ngươi vẫn chưa rút được kinh nghiệm từ bài học này. Thiên Yếm mặt không chút biểu cảm, ngươi là đang giáo huấn ta sao? Bích Tiêu lắc đầu, không dám. Thiên Yếm, theo ta được biết, Diệp công tử lúc trước vốn là muốn hợp tác với ngươi, nhưng ngươi lại rất khinh thường việc hợp tác với hắn, vì sao khinh thường? Bởi vì ngươi cảm thấy hắn không có tư cách hợp tác cùng ngươi, hoặc là nói, hắn không xứng bản điều kiện với ngươi. Vì thế, ngươi không chỉ coi thường hắn, còn nhục mạ hắn. Thiên Yếm đột nhiên cắt lời Bích Tiêu, ngươi đừng có ở đây nói vuốt đuôi, ta hỏi ngươi, nếu người phía sau hắn không xuất hiện, ngươi liệu có đi theo nịnh bợ hắn không? Bích Tiêu trầm lặng. Thiên Yếm châm chọc nói, ngươi hiện tại nịnh bợ hắn như vậy, còn không phải bởi vì biết phía sau hắn có một vị đại lão siêu cấp, nếu không, Bích Tiêu ngươi sẽ nhìn thẳng vào một con kiến đến phá khuyên vẫn chưa làm được sao? Bích Tiêu lắc đầu cười, Thiên Yếm, ngươi lầm rồi. Thực ra, ngươi đã đánh giá thấp Diệp công tử rồi. Thiên Yếm mặt không chút biểu cảm, ta đã đánh giá thấp hắn sao? Hay là Bích Tiêu ngươi đã đánh giá hắn quá cao? Bích Tiêu cười nói, Thiên Yếm, khi ta và ngươi ở cảnh giới này, ngươi có nắm chắc có thể thắng hắn không? Vì sao ngươi dùng cảnh giới hiện tại của ngươi đi đánh giá cảnh giới hiện tại của hắn? Khi ngươi ở cảnh giới như hắn, thật sự xuất sắc hơn hắn sao? Thiên Yếm không nói gì. Bích Tiêu tiếp tục nói, ngươi vốn có sự lựa chọn tốt hơn, ví dụ như, lựa chọn làm bạn với hắn, nếu thật sự như vậy, ngươi nên hoảng sợ đã là chúng ta rồi. Đáng tiếc. Ngươi không làm như vậy, cho nên,
hiện tại là ngươi hoảng sợ. Thiên Yếm nhìn thoáng Bích Tiêu, ta là không dám giết hắn, nhưng, người đứng sau hắn cũng không muốn nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta. Hơn nữa, theo ta đoán, sở dĩ người đứng sau hắn để hắn ở đây, là bởi vì muốn rèn luyện hắn, nói cách khác, chỉ cần ta không giết hắn, ta sẽ không có chuyện gì. Nếu ta gây chút khó khăn cho hắn, người đứng sau có thể sẽ càng vui hơn. Nói xong, nàng ta dựng một ngón tay lên, một mức độ, chỉ cần ta nắm chắc chừng mực, ta sẽ không có chuyện gì, ngươi nói xem. Nghe vậy, Bích Tiêu híp mắt lại. Thiên Yếm cười nói, ngươi tốt nhất cả đời ở trong tiểu tháp của hắn. Nói xong, cơ thể nàng ta dần trở nên hư ảo. Bích Tiêu trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu cười, xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Trong tháp nhỏ, Diệp Huyên đang ngồi im. Phá Khuyên. Giờ phút này, hắn đã muốn hiểu được như thế nào là Khuyên. Cái gọi là Khuyên kỳ thực chính là vô cảnh, nói chính xác hơn, chính là cảnh giới. Người trên thế gian tu luyện cảnh giới, lại không ngờ rằng, cũng bị cảnh giới trói buộc, bởi vì cảnh giới giống như một cái khung, đóng khung con người vào trong đó. Hoặc là nói, tu đạo, cuối cùng cũng bị đạo trói buộc. Làm thế nào để thoát ra khỏi cái khung này? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Hắn đã hiểu thế nào là khuyên, nhưng hiện tại, có một vấn đề, đó chính là làm thế nào mới có thể phá cái khuyên này. Diệp Huyên rơi vào trầm tư. Hiểu giới dễ, phá khuyên khó. Thời gian dần dần trôi đi, không biết qua bao lâu, Diệp Huyên đang tu luyện đột nhiên nhăn mày lại, bản thân vì sao phải tự mình phá khuyên? Vì sao không nhờ Thanh Nhi giúp mình phá khuyên? Nghĩ đến đây, hắn lập tức lấy kiếm Thanh Huyên ra, một lát sau, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn bắt đầu rung lên kịch liệt. Phá khuyên. Tự mình phá khuyên là một cách, nhưng, để cho người khác giúp mình phá khuyên cũng là một cách, hoặc là nói, trực tiếp đi vào trong giới của người khác, cũng chính là đi vào trong một giới khác càng mạnh hơn. Theo hắn thấy, cho dù phá khuyên, cũng sẽ ở trong giới của người khác, nếu đã như vậy, vì sao bản thân không tìm một khuyên lớn, sau đó tự mình nhảy vào. Mà trên thế gian này, khuyên của Thanh Nhi chắc chắn là rất lớn, nếu bản thân có thể tiến vào khuyên của nàng, cho dù là người phá khuyên sợ rằng cũng không thể làm gì được mình. Dù sao, đây là khuyên của Thanh Nhi cơ mà. Nghĩ vậy, Diệp Huyên có chút hưng phấn. Giờ phút này, hắn đã có mục tiêu, không hề mơ màng. Mà việc tiếp theo hắn cần làm chính là làm sao tiến vào khuyên của Thanh Nhi, thực ra cũng không khó, bởi vì hắn có kiếm Thanh Huyên, hắn có thể nhờ vào kiếm Thanh Huyên tiến vào trong khuyên của Thanh Nhi. Người khác phá khuyên, Diệp Huyên hắn lại là mượn khuyên. Đây thực ra đã là một cách tu luyện hoàn toàn mới. Đương nhiên, có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể tu luyện, bởi vì hắn có khuyên có thể mượn. Tư duy quyết định độ cao. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, kiếm Thanh Huyên hơi rung động, ngay sau đó, kiếm Thanh Huyên trực tiếp hóa thành vô số kiếm quang, mà dần dần, những kiếm quang này lại hội tụ thành cô gái váy trắng. Thanh Nhi. Giờ phút này, Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt lại. Trong đầu hắn hiện ra những cảnh tượng Thanh Nhi từng xuất hiện. Thanh Nhi. Đạo của nàng là gì? Diệp Huyên cũng không biết, đương nhiên. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới đi theo con đường của Thanh Nhi, điều hắn muốn làm, rất đơn giản, chính là tiến vào trong khuyên của Thanh Nhi, mà muốn đi vào trong khuyên của Thanh Nhi, nhất định phải làm được hai điểm, thứ nhất, phải có trung gian, hắn không thể chỉ muốn là có thể trực tiếp tiến vào, thứ hai, Thanh Nhi không phản đối. Trung gian, hắn đương nhiên có, đó là kiếm Thanh Huyên do Thanh Nhi đích thân tạo ra, trong đó ẩn chứa sức mạnh của chính nàng còn có đạo của nàng. Dùng kiếm Thanh Huyên làm chung, không còn gì thích hợp hơn. Về phần điểm thứ hai, Thanh Nhi sao có thể phản đối hắn? Trong tháp, Diệp Huyên từ từ nhắm mắt, những hình ảnh Thanh Nhi trước đây hiện lên từng chút một trong đầu hắn. Cứ như vậy, thời gian dần dần trôi qua, Thanh Nhi ngưng tụ từ kiếm quang ở trước mặt hắn đột nhiên hóa thành từng điểm kiếm quang biến mất vào giữa hai chân mày hắn. Khi điểm kiếm quang cuối cùng tiến vào cơ thể Diệp Huyên, Diệp Huyên chợt mở mắt. Khoảng thời không trước mặt Diệp Huyên lập tức vỡ tan. Lúc này, tiểu tháp hoảng hốt, tiểu chủ, người đừng làm bừa. Diệp Huyên giang tay phải ra,
sau đó nhẹ nhàng gạt một cái, khoảng thời không bị hắn làm vỡ tan trực tiếp được phục hồi lại. Lúc này, tiểu tháp nói, tiểu chủ, người tiến vào trong khuyên của thiên mệnh tỷ tỷ rồi sao? Diệp Huyên khẽ nhếch khóe miệng, một nụ cười nổi lên, dần dần, nụ cười này từ từ mở rộng. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người cười thật tục. Diệp Huyên. Khuyên. Diệp Huyên không thèm để ý tiểu tháp, hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Hắn hiện tại quả thực đã vào trong khuyên của Thanh Nhi rồi. Mà sau khi tiến vào khuyên của Thanh Nhi, hắn đột nhiên phát hiện, khuyên này lớn đến mức hắn không cảm nhận thấy điểm cuối. Lúc trước, hắn cũng ở trong khuyên, nhưng so với Thanh Nhi, giống như là không đúng, căn bản không thể so sánh. Sau khi hắn tiến vào khuyên của Thanh Nhi, cảm giác của hắn chính là, một mình hắn đặt mình vào chỗ sâu trong vũ trụ mênh mông, khuyên này vô biên vô hạn, không có điểm cuối. Phá khuyên. Nghiêm khắc mà nói, hắn hiện tại không tính phá khuyên, hắn chỉ là rời khỏi vòng tròn nhỏ của mình, sau đó, tiến vào một vòng tròn lớn vô địch. Đương nhiên, giờ phút này thực lực của hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có thực lực, kiếm đạo cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phá khuyên, kiếm đạo hiện tại của hắn hoàn toàn không giống với lúc trước, hắn tự định nghĩa là nhập khuyên. Mà giờ phút này, hắn mới phát hiện, hắn thật sự ngự trị ở trên thời không chi đạo. Không chỉ như thế, quay đầu lại nhìn, hắn phát hiện, cường giả vô cảnh chỉ giống như một đứa trẻ, mà hắn cũng hiểu ra, vì sao hắn lúc trước ở trước mặt Thiên Yếm lại không có chút lực đánh trả nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 180.